Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình tạo các nội dung game nhập vai và xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Thus ở tier chân nhân, Habaki và Kurt ở tier hiệp sĩ. Ok, vậy mình sẵn sàng để bắt đầu chứ nhỉ? Flex thôi. Vậy thì chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu chơi session 1 của Thám Tử Nước Sâu. Sẽ hiện cái logo. Đây, Thám Tử Nước Sâu là campaign. Wow, chúng ta dịch từ Waterdeep Dragon Heist và thêm những cái thay đổi của Thiện cũng như là với dàn nhân vật của mọi người thì có thể thì sẽ tạo nên những cái câu chuyện của riêng chúng ta. Và đây là một cái campaign dài, sẽ dự định ít là 3 tháng mọi người chơi, tương tác với thế giới nhiều thì cũng sẽ dài hơn. Còn dài đến đâu thì chúng ta không thể tính được. Hiện hy vọng là cái campaign này bắt đầu là có thể là bắt đầu một khoảng thời gian vui vẻ cho mọi người cùng tận hưởng một câu chuyện mình kể với nhau, và có thăng có trầm, có lúc vô tri, cũng có lúc là tận hưởng cái sự drama, cái sự cuốn của nó cùng nhau. Để bắt đầu thì đầu tiên Thiện đã tưởng tượng trong đầu một cái là nếu đây là một cái anime hoặc cái animation hoặc cái gì nhỉ, nó gọi là gì nhỉ, animation OST intro mấy cái, không phải là cartoon đó, cái từ để chỉ những cái phim mà được làm bằng graphic chứ không phải là wow. Cinematic motion. Wow, doesn't matter. Tưởng tượng nó là một cái anime thì nó sẽ như thế này. Ok. Animation là đúng, đúng rồi, nó là animation. Ok. Tại sao anh nói animation đầu tiên, sao anh đi một vòng vòng không nghĩ ra nữa. Não anh nó đang bị hơi chậm một tí. Mở đầu, màn hình sẽ tối đen. Có một vài tiếng kèn saxophone. Không rồi, tiếng trống. Một cánh cửa bật ra và đằng sau đấy là một cái bóng đen của một người đàn ông. Nó đạp tung cửa bước vào, sải bước tự tin, cầm cái đèn dầu đang soi xung quanh. Đằng sau là ba cái bóng đen khác. Camera lập tức zoom vào mặt người đầu tiên. Hiện chữ Văn. Camera xoay một vòng, chuyển cảnh Văn đuổi theo một cái bóng đen nào đấy. Nhưng đang chạy thì màn hình lóa lên một cái như có cái súng khai hỏa, rồi Văn ngã xuống một cái hố sâu. Các cái bóng đen đằng xung quanh bao phủ lấy nhân vật. Trên màn hình hiện ra chuyển cảnh, màn hình zoom vào một cái ả phụ nữ đang nhâm nhi một cái tẩu thuốc một mình trên ban công. Hiện chữ Mộng. Camera ở đây này, xoay một vòng quanh cô ấy. Mộng đang đứng trong một cái ánh đèn spotlight, đưa tay lên trời nhưng mặt cúi xuống. Camera dần zoom ra, xung quanh Mộng là rất nhiều người đứng xung quanh, nhưng ai cũng nhìn đi chứ không nhìn vào Mộng. Màn đêm lại bao phủ. Chuyển cảnh, camera zoom vào mặt một cậu bé vừa mới nhặt kính lên. Hiện chữ Minh. Zoom ra, cậu ấy đang đứng trước một cái giá sách, chăm chú nhìn các gáy sách để tìm một quyển nào đó. Bóng đen xung quanh cũng dần tiến đến cậu ấy hơn, dần tiến đến cậu ấy hơn. Rồi cậu ấy vẫn bình thản rút một quyển sách ra, mở nó. Từ trong quyển sách, những cánh bướm bướm bay ra tỏa một màu trắng. Chuyển cảnh lần nữa, zoom vào một cô gái vừa mới kết thúc màn biểu diễn của mình. Hiện chữ Faye. Cô đứng giang tay trong sự hân hoan của khán giả, ném hoa lên sân khấu. Cô ấy nhắm mắt, một nụ cười nhẹ, rồi thân người cô ấy bốc cháy, nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười đó. Và cuối cùng, chuyển cảnh, cả bốn người đứng thành một vòng tròn, áp lưng về phía nhau, nhìn về phía xung quanh, đang ở thủ thể. Camera quay xoay tròn, xung quanh họ là hình ảnh thành phố Waterdeep hoa lệ. Và trên các nóc nhà là các cái bóng đen, các thế lực đang vươn tay ra, bao trùm lấy thành phố này. Và những cánh tay đấy bắt đầu ập xuống phía mọi người. Tất cả cánh tay ập xuống một lúc, và màn hình lại đen. Lúc này, nhạc sẽ kết thúc và chỉ còn lại một cái tiếng. Giữa màn hình, một con mắt mở ra, rồi hai con mắt nữa mở ra, xếp thành hàng dọc. Nó nhìn lại, ba con mắt nhìn về cùng một hướng, láo liên xung quanh, rồi nó nhắm lại. Và âm thanh và cái intro này kết thúc. Cảm ơn. Kể cu. Rất ngợp. Thiện ngồi, Thiện cúc. Nghe cu.
thì cũng làm cái intro nó theo kiểu phong cách hơi trừu tượng một tí mà vẫn có thể là thể hiện được phần nào một cái nhân vật của mọi người. Và bây giờ bắt đầu cảnh đầu tiên của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta chơi ở thế giới Forgotten Realms, thế giới mặc định của Dungeons and Dragons. Nhưng tất nhiên là cũng có một vài sự thay đổi để cho nó phù hợp với những câu chuyện mà chúng ta muốn kể hơn. Và câu chuyện này chúng ta sẽ tập trung vào thành phố Waterdeep, một thành phố hoa lệ nơi những mọi người đều đến để buôn bán, làm ăn. Nơi mọi người hy vọng là đến đây có thể làm, có thể phất lên từ những việc kinh doanh. Nơi những du khách đến để tham quan những cảnh đẹp, nhìn thấy cảnh mặt trời lặn xuống biển ở phía tây, nhìn thấy cảnh những con griffin là những con nửa sư tử nửa đại bàng bay xung quanh thành phố, và cưỡi trên đó là các người lính tuần tra bảo vệ thành. Một thành phố phát triển và công nghệ bậc nhất so với thời đại này, những phát minh về đồ steam, đồ hơi nước đang dần được thịnh hành hơn, và công nghệ súng ống, súng đạn cũng dần được phát triển. Camera sẽ zoom dần vào trong thành phố, từ bên ngoài nhìn vào những cái tường thành, rồi zoom vào. Tiện sẽ paste một cái bản đồ cho mọi người để có mường tượng rõ hơn. Khi mọi người bật ra và zoom vào thì ngay ở phần giữa có một cái khoảng nó ghi là The Market, cái chợ, cái khu vực mà tầm trung tâm thành phố luôn mà nó trắng ra hơn một chút đấy. Đấy là khu vực câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu. Một ngày đẹp trời, vừa mới qua năm mới được vài tuần xong, trời vẫn cứ còn hiu hiu lạnh nhưng mà không thể cản trở được những bước chân tấp nập ở cái chợ lớn của thành phố Waterdeep này. Ở đây có, khi mà nhìn quanh chúng ta có thể thấy những hàng quán buôn bán tấp nập, bán gì cũng có, những đồ, tất nhiên là đồ ăn, thức uống, rồi đến cả thảo dược, những đồ đi mạo hiểm hay là những đồ thủ công mỹ nghệ, đồ mộc, đồ điêu khắc, chạm khắc, đều các cái thành phẩm làm ra từ khắp nơi trong cái vùng đất này đều được mang đến đây để giao bán. Ở gần phía chợ, là một bức tượng rất lớn. Bức tượng này là một trong những bức tượng được đặt tên là những bức tượng biết đi của thành phố. Theo lịch sử, 100 năm trước ở thành phố Waterdeep này, những bức tượng này được sống dậy và bảo vệ thành phố khỏi những sự xâm lược của các thế lực từ các thế giới khác. Bây giờ trong thời bình thì những bức tượng này chỉ đứng yên, không hoạt động gì cả. Nhiều bức tượng còn được xây dựng nhà thêm trên đấy, vì nơi đây là nơi đất chật, mọi người ai cũng muốn đổ về làm ăn buôn bán cả, nên là việc xây nhà trên cả các bức tượng này là đương nhiên. Để so sánh với đời thật thì xem nào, mọi người có thể tưởng tượng một cái bức tượng này to chắc cũng phải phân nửa cái bức tượng tự do của Mỹ. Mình sẽ để một cái bức ảnh có thể hình dung rõ hơn. Còn đó thật nhiều bự hơn nữ thần tự do Linh ơi. Đâu, cái trong cái hình này là cũng xem thôi. Nhìn so với hình thì xem thôi. Con này, này hơi sợ nha, hơi PTSD. Con này biết là gấp 5 lần nữ thần do này. Không, mình nhìn nhầm. Đôi. Không bằng phân nửa rồi. Đây, mọi người đang nhìn về một cái bức tượng biết đi. Mỗi bức tượng thì lại được đặt một cái tên riêng. Bức này được gọi là God Catcher. Thế dịch tiếng Việt thiện chưa biết dịch cái tên nào nghe cho nó ngầu. God Catcher. Bắt thần. Chúa. Bắt thần. Chúa đỡ đầu. Đồ thần. Đồ thần. Xem. Những cái tên cho những bức tượng thì thường là được đặt theo cái dáng của nó. Và bức này được có một tay thì đang quỳ, một tay chống xuống đất phía sau và một tay thì vươn lên trời, giống như là đang vươn tới những cái đỉnh cao của thần linh vậy, nên là được đặt tên như vậy. Và camera lại tiếp tục zoom vào nữa. Ở bên dưới cái bức tượng này là một quảng trường, nơi mọi người có thể là chơi đùa, cũng có một vài cái sạp buôn bán. Một cái quán trà nho nhỏ ở bên cái quảng trường này là Văn cùng với một người nữa. Người ngồi bên cạnh Văn là
điều tra viên chú Bảy. Chú đang nói một cái tràng gì đấy khá dài và Yên Văn nghe một lúc nhưng mà tự nhiên lại cảm thấy là đầu hơi đau một tí. Và có thể là do cuối tuần vừa rồi cũng uống hơi nhiều. Xong rồi tự nhiên nghe thì chú Bảy bảo ok không em? Anh nói nhắc lại xíu xíu với em không? Hồi nãy nó vô tình nó hơi đau đầu, có thể cuối tuần em hơi quá chén. Rồi ngày kỹ nhá. Nhìn chung là cái vụ này thì anh cần chú giúp một tí, tại vì là nó liên quan đến một bọn kiểu như cultist các thứ, thờ quỷ hay cái gì, cái khỉ gì đấy. Xung quanh thì tầm xung quanh khu này có vài cái vụ hình như là người dân bị mấy con quỷ bé, con imp nó bắt nạt. Bọn anh điều tra thì anh nghĩ là cái cult đấy nó nằm trong khu này thôi. Nhưng mà vấn đề ấy là bọn anh không thể, chưa có bằng chứng rõ ràng thì bên cảnh sát, bên tuần tra bọn mình không vào được. Thế nên là anh mới cần nhờ chú. Tại vì chú bây giờ làm tư rồi nhỉ? Có gì cứ điều tra thêm, hỗ trợ bọn anh cái. Dạo này mấy cái bọn Zendarim với Sanatown đánh nhau dữ quá, phải điều quân xuống đấy. Việc này cứ để bên em lo, ít nhiều tụi em cũng sẽ dễ dàng hơn tụi anh khi mà đi vào những khu đó. Nghe dân chúng quanh khu này nói thì có vẻ một số người thấy mấy cái con gì bay bay ở bên trên cái tượng, cái đồ thần này. Mà chú biết rồi thì trên cái tượng là có một cái nhà nghỉ cho khách du lịch. Nghĩ có thể là cái bọn cult đấy nó làm tổ trên đấy. Cái vấn đề ấy là em biết trong thành phố mình, thành phố nói chung là tầm chục năm nay rồi, nó thoáng bổ sử, nó cho thờ thần quái gì cũng được, thần mấy cái nhà thờ nó làm căng quá, là thờ thần tốt cũng được, thần trung lập cũng được, thờ thần xấu cũng được, đấy là tùy vào cái freedom của mọi người mà. Nhưng mà thế nên là phải có cái gì đấy nó bằng chứng rõ ràng ấy, thì mình mới bắt bọn đấy được, hiểu không? Cái đấy thì anh cần em giúp. Nếu mà tìm được mấy cái con imp mà bọn nó nuôi ấy, hay là nếu mà thấy cái bằng chứng gì về việc bọn nó phạm pháp thì bắt dễ lắm. Đúng là chục năm nay mọi thứ nó bắt đầu nó hơi loạn rồi, ai cũng thờ gì thì thờ. Thôi được rồi, em sẽ sớm điều tra vụ này cho anh thôi. Rồi thế nhá. Nếu mà không còn cần gì nữa thì anh đi nhá. Bọn gì cứ lên đồn ở trong quận quận thành. Nếu mà anh không ở đấy thì kiểu gì cũng có thằng nó ới anh được. Cho em hỏi, vụ này thì bên em được bao nhiêu phần nhỉ? Vụ này ấy, là bọn anh như đã bàn, Thiện sẽ out of character một tẹo nhé. Những vấn đề về tiền nong chúng ta sẽ coi như là những nhiệm vụ mọi người cần làm đủ để đủ và cần để chi trả việc sống trong thành phố. Còn những cái con số mà mình nói thêm là những con số dư ra mọi người có thể dùng để tiêu vào những thứ khác như là tự trang bị bản thân, có thể gì đấy. Những nó sẽ hơi abstract, nó hơi trừu tượng một tí, nhưng mà tất cả những con số mình đề cập là con số mà dư thêm sau khi mọi người đã chi trả cuộc sống rồi. Okay. Bên anh là có thể trả cho mỗi đứa bọn em được 100 như đã bàn rồi. Còn cái đống mà nếu mà vào trong này bọn em tìm được thêm bọn nó có tàng trữ gì ấy thì cứ gọi là chưa, bên điều tra bọn anh chưa đến thì nó bọn em tùy ấy. Nhưng mà đừng có lấy nhiều quá thôi. Ok. Tụi em vẫn sẽ để lại một phần cho tụi anh làm bằng chứng chứ nhỉ? Đó. Vậy thôi. Cũng được rồi. Anh còn cần gì không? Để em ghi thêm giờ nào. Cũng không gì lắm đâu, nhưng mà chỉ nhắc nhở làm để ý tí nhá, đừng bộp chộp quá mà bọn nó nếu mà chưa đủ bằng chứng mà xong bọn nó kiện hay cái gì mệt lắm đấy, ra tòa. Tôi biết mà. Đừng lo, nó sẽ không dính tới bọn anh nhiều đâu, ít nhiều tụi em vẫn là công ty tư nhân mà. Rồi tự nhiên là có thể là liên quan bọn anh, nhưng mà anh cũng chú vấn đề đấy, anh cũng lo đúng không, trước làm bao nhiêu năm cùng nhau. Rồi thấy nhá. Nếu mà cần thông tin về cái xây dựng của cái nhà trọ bên trên kia thì
sang bên cái công ty xây dựng cũng ở quận Thành ấy, bọn anh cũng nháy bên đấy trước rồi để bọn nó cho thông tin thôi. Thế thì tốt quá rồi. Thôi em phải về để kêu mọi người chuẩn bị đi làm vụ đó đây. Ok, đứng dậy, bắt tay một cái, xong rồi anh Bảy này, anh điều tra viên này bước ra. Ở gần cửa thì có một anh cảnh sát nữa, nghĩa là người quận cộng sự hay làm cùng, ông ngồi đợi một bên đang kiểu nhìn ra bên ngoài, xong là hai thanh niên đều gật đầu dựng cái chào Văn rồi đi. Văn cũng gật đầu trả rồi chăm điếu thuốc xong cũng tiến về phía văn phòng. Văn phòng mềm thế nào, văn phòng thì không có ở đấy, nhưng ở một cái ở cái quảng trường ngay bên cạnh đó, tất cả mọi người đều đang ở đây. Cái quảng trường ở ngay phía dưới chân của bức tượng đấy. Và bây giờ khi mà Văn bước đến chỗ mọi người, chúng ta sẽ có bạn miêu tả các nhân vật. Đầu tiên là Văn khi mà bước đến trông như thế nào, nhân vật, phong cách. Văn vẫn sẽ mặc một cái, để em gửi hình luôn cho lại. Ok, cứ miêu tả đi. Ok, Văn sẽ mặc một cái áo sơ mi cùng với quần tây. Tay thì sẽ đeo một cái vòng đó là holy symbol của ông. Cầm găng tay, tay thì chăm điếu thuốc, đang tiến dần về phía bàn. Khi bước đến ở đấy có ba người nữa đang ngồi. Đầu tiên là Minh, không biết tả nhân vật. Thì hôm nay trời lạnh đúng không anh? Trời cũng xe lạnh. Thì Minh nó đang mặc 4-5 lớp áo gì đó, tại vì nó rất là sợ lạnh. Nó vừa không biết tại sao hôm nay mọi người lại kéo nhau ra quảng trường trời lạnh thế này, nó chỉ muốn ở nhà viết cho xong thôi. Nhưng mà vì chú Văn kêu nên không dám cãi, ngồi theo cô Mộng, cô ơi, mấy giờ thì mình mới được về gì? Khi nào thì mình mới được về? Tao cũng muốn hỏi cô đấy, đừng hỏi tao. Đợi một chút. Lạnh quá. À, Thiện sẽ có một miêu tả. Mộng đang ở quảng trường, nhìn về phía một cái quán ăn. Đây là... gì nhỉ? Đây thì Thiện mở lại cái tờ thông tin. Đây là một quán đồ ăn nướng khá nổi tiếng ở vùng chợ này, do chủ quán là Thạch, đây là người rival cũ, đã từng rival và tung tin đồn thất thiệt về quán của Đường. Cái quán đấy nằm ở góc phố bên kia, đang rất đông người. Mộng đang hơi chú ý về hướng đấy. Tên quán đấy là gì? Tên thằng đấy là gì nhanh nhỉ? Thạch xanh ấy. Thạch. Ok, Thạch. Cô Mộng ơi, mình qua đó ăn được. Chỉ vô cái quán của chúng ta. Mình qua đó ăn được. Đói bụng. Mày thích tao ngày tao nấu cho bữa cấp 3 như thế nhá. Chẳng lẽ ăn mấy cái bình thường ở nhà tao nấu cho mày nó chưa đủ ngon rồi mày còn đòi đi ăn quán? Tao đi ăn thịt nướng. Về tao dốc thịt tao nướng mày lên nhá. Mày thì ăn thịt nướng mà tao thì ăn thịt mày. Rồi, không. Chưa gì bị quát. Mới cũng vậy, chưa gì bị quát rồi. Mộng miêu tả nhân vật luôn. Bạn ấy đang... vẫn là bộ đồ như thường ngày em gửi trong chat rồi. Nó sẽ là một cái áo đỏ. Cái này có tính là sơ mi không? Đó. Có. Với một chiếc váy dài và corset. Thường thì bà ấy sẽ mặc quần, nhưng mà hôm nay đi dạo phố. Nghe lời thằng Văn nó bảo là hôm nay em đi ở nhà đi dạo phố. Tao cũng tin. Tao cũng gọi là mặc vẽ xinh xẻo hơn, là thêm cái váy vào, thêm ít corset bó bó cho nó xinh á. Xong rồi từ lúc sáng ra giờ là thằng Văn nó ra nó vứt cả nhà quán này. Ở cái quán nước đi. Đối diện với quán thịt nướng mà không hiểu đằng sân. Tại sao thằng Văn nó vứt ở đây? Mày nó biến đâu mẹ mất. Bây giờ 9 giờ sáng rồi, ngồi đây dài dòng từ 7 giờ rồi. Chưa được miếng nào vào mồm cả mà thấy bảo đi dạo phố. Và cuối cùng chúng ta có nhân vật Fay. Fay ở dưới cái chân của bức tượng này có một cái ban nhạc nó đang chơi đấy. Fay là sẽ ngồi với mọi người hay là ra ban nhạc chơi? Em mình sẽ xin một chân mà chơi cùng luôn. Mình sẽ không biết là ban nhạc đấy có cho không. Nếu cho thì mình sẽ lôi đàn ra mình đánh người luôn. Và mình sẽ nhắm mắt lại. Cảm giác là chỉ có mình ở đây thôi, không có ai tồn tại hết. Ban nhạc này đừng bắt có... để quay lại cái chỗ đấy để cho mấy đứa trẻ ở đấy làm ơn. Từ link vào đó gì cơ? Thiện đang chưa nghe được. Hello. Đấy, nghe được cái đoạn cuối thôi. Okay. Cái đoạn cuối. Vì trong tiếng mình không nghe được đoạn cuối. Ok. Anh có mình bảo là
lúc đấy mình sẽ ngồi chơi, mình sẽ nhắm mắt lại, mình sẽ quên cái hiện thực này, cái hiện thực tàn ác rằng là cái người gọi là trông trẻ của nhóm này đang vứt cho một cái đứa trẻ cho gọi là một bà cô và một bà cô khác ngồi trông. Không, chúng ta đang tự do mà, chúng ta không làm gì sai cả, hãy vui vẻ lên nào. Bắt đầu lôi đàn đánh tay run phay trông như thế nào để miêu tả luôn trong lúc mà chơi đàn này. Mình không nghe rõ đấy. Phay trông như thế nào? Trông như ngoại thế. Hình. Phay thì mặc một cái mặc áo choàng hoodie nhá. 90% thì là kín thôi, nhưng mà lại một bên tay đã hở ra. Thì kiểu ca sĩ thì hơi đồng bóng một tí ấy, nên là cứ thích một nửa bên này phải quần một ống dài và ống ngắn, và tay cũng phải một bên là tay ngắn và bên tay dài ấy. Đấy. Cầm một cái đàn bandura. Trên 50 giây, người ngoại tộc không người bên ngoài không nên biết tổng số giây là bao nhiêu. Nói chung rất là nhiều giây. Đấy. Thật ra là mình ở cái áo choàng của Faye thì khá là dài, và mọi người nhìn thấy là ở đằng sau cái lớp áo choàng đấy thì có một vài cái lưỡi kiếm nó đung, lưỡi dao đung đưa, nhưng mà nó cũng tạo thành những cái gọi là âm sắc cùng hòa cùng vào cái bản nhạc đấy. Thì mình sẽ, nhân vật của mình sẽ xuất hiện như vậy. Và bên cạnh của Faye là một cô gái người chim Arakokra đang thổi sáo, và một anh chàng người báo Tabaxi đang thổi tù vả. Mọi người trong cái ban nhạc đường phố này cũng rất là ngẫu hứng thôi, cùng chơi một loại cái bản hòa cùng với nhau. Xung quanh cũng có khá người xem. Khi hết một bản thì mọi người đều vỗ tay. Rồi, cái cảnh đã set up xong. Đây là hoàn toàn để mọi người roleplay. Văn đã trở lại. Văn đã trở lại chưa? Văn tiến về phía bàn của mọi người. Nó ngồi xuống, nó để điếu thuốc lên cái gạch bàn. Chúng ta có vụ rồi, để tìm thông tin về cái một cái giáo phái ở phía trên. Nó chỉ lên phía trên bức tượng. Văn phòng thám tử bây giờ làm việc cả cho bên tôn giáo. Không, vụ này từ bên cơ quan chức năng, nên bên đó nhờ mình, ít nhất chúng ta sẽ ra vào đó dễ hơn là họ. Có tiền mà, tại sao không? Hay dám phản đối? Cậu làm như bây giờ chúng tôi không nhận thì cậu bỏ cái đơn đó đi. Chắc chắn là không được. Phay đâu rồi? Lúc này thì Phay kiểu cũng vừa mới chơi nhạc xong, thì cô ấy cũng đứng lên và lấy. Ở đây có một cái, sẽ có một cái mũ để gọi là tiền thừa đúng không? Cô đấy cũng để gọi là tiền tiền ít ấy thì cũng tự giác và bốc ít. Nó tự giác luôn. Không phải phải nhắc cả. Đấy. Là tiến về cái chỗ của mọi người. Ở đây khi mà gọi là hợp đồng cho thì đây sẽ là in tra này. Đấy. Hợp đồng thì vừa ký xong mà đã có một ít gọi là tiền cọc rồi này. Đấy, bỏ cho nhân vật của Nghi tên là gì nhỉ? Tự mình quên. Mình. Ở đấy, bỏ cho Nghi một ít gọi là tiền tiêu vặt. Chị thấy nãy giờ mày mắt cứ nhìn đi đâu ấy, không đấy, thèm khác gì ở ngoài kia đúng không? Đấy. À, nó muốn ăn thịt nướng quán ông Thạch. Quán ông Thạch à? Thế thì suy nghĩ lại một tí, quay ra nhìn đường à? Được không? Tao có dám quản nó đâu. Chị thấy cũng muốn ăn mà đúng không? Mày phải rủ rỗ. Mày đi ăn, nhưng mà ở đây có người to hơn ấy. Dĩ hòa vi quý ấy. Cũng phải nhìn trước ngó sau chứ. Nhưng mà chị thấy là cái hàng bánh bao ở bên cạnh này nó cũng ngon ấy. Mình không, nhớ nó không phải ăn thịt nướng đâu. Nó sang trọng quá làm gì. Mình dần dã với nhau mà. Vâng, nó sẽ nên qua chỗ mình. Phải theo tận luôn rồi, nên né cái chỗ đấy. Đấy, không nhìn nữa, đấy đưa tay ra, che mặt Nghi lại bên này, đẩy tay ra, nhìn sang bên này. Góc này thì Văn sẽ nhướng người qua, mày có thể ăn mọi quán ở đây, trừ quán đó ra, nếu mày không muốn thành bữa ăn... tiếp theo của bà Mộng. Ủa, chị Mộng ăn chay hả? Tao ăn mày. Chứ sao chị ấy bị mày? Không ăn chay, thì tao ăn mày. Nó sẽ thay đổi. Hồi nãy chú nói mình có vụ gì ấy vậy? Mình có vụ gì ấy vậy? Tại vì em hết đói bụng rồi. Ok, Phay, ngồi xuống đi. Chúng ta có vụ tìm kiếm thông tin về cái cụ trợ phía trên. À, giáo phái. Anh Bảy có nói một số điều. Gần đây có vài con quỷ nhỏ im đang hoành hành khu vực này. Thì bên đó đang nghi ngờ là cái giáo phái
này xuất phát từ cái nhà nghỉ ở phía trên. Dạ, và chúng ta có thể tìm được thông tin nhà nghỉ ở phía trên ở quận thành. Mọi người còn dạ, hỏi gì không? Còn chơi gì nữa? À, có, nhưng mà em nghĩ em có hỏi thì chú cũng không biết câu trả lời nên mình đi luôn đi. Sao thế? Em không biết được nào. Thì nó nói có sai đâu. Thì mình phải đi tìm hiểu chứ. Thì mình... Kỳ cảnh của tao rồi. Thì mình phải đi tìm hiểu chứ. Chị thì lúc nào cũng tin là anh Kim Văn ở trên thông tin văn dưới tường địa lý ở đây. Cái gì trên cuộc đời này cũng biết cả. Chị không biết điều hỏi đi em, cứ hỏi đi. Thế chú có biết à gì ta? Imp á. Ừ thôi mình cứ đi tìm đi, đằng nào câu trả lời nó cũng sẽ ở cái chỗ mình cần tìm mà. Hỏi nhau thì cũng chỉ là đáy mò đáy non thôi. Nhỉ? Đi tìm thôi nào. Đi rồi. Chúng ta đến hiệp hội xây dựng ở quận thành nào. Tiền công của vụ này mỗi người sẽ được 100 đồng. Ừ, đi đi đi, đi nhanh nhanh mọi người. Vào việc làm việc nhanh chóng đi. Từ nãy giờ khách đợi mệt đi nào. Bay bắt đầu lẩm bẩm là mấy cái giáo phái à. Ui, mình có quyền cái cho ma thai hơi nhẹ nhẹ về mấy cái giáo phái như vậy. Đấy, mình chỉ nói thế thôi chứ đằng nào thì mình cũng lực bất tòng tâm ấy. Mọi người cứ làm những gì mình muốn đi. Mình hơi đi thôi. Bạn phải vỗ bài phải. Không sao đâu. Tôi sẽ ráng giúp cậu vậy. Ok, vậy là mọi người... Mình đi bộ đúng không? Mọi người đến chỗ... Mày cưỡi đầu tao này. Hỏi. Để đến được chỗ này thì sẽ đi bộ mất khoảng 15 phút. Hoặc mọi người có thể gọi xe ngựa kéo mất 2 phút. Khoan đây, em nếu như mình đi bộ á, thì trong 15 phút đó tất cả mọi người sẽ ngồi nghe thằng Minh lãm nhảm. Chà, im hả? Không biết im thì đến tụi nó đến từ Eterel, đến từ vùng nào của Eterel nhỉ? Không biết tụi nó thờ ai nhỉ? Zariel hả? Hay là Mephistopheles? Xe ngựa ơi! Xe ngựa ơi! Tà giáo hả? Không biết thờ ai ta? Bane hả? Bo? Lúc mà... lúc đang nói được một nửa câu chuyện ấy thì Faye sẽ mua ngay một cái đồ ăn gì đấy, dép vào mồm, bánh bao đấy. Chị bảo một cái dao dép vào mồm. Chị bảo mời chị có đem theo củ băng keo em hay mang không chị? Đâu đâu, tao mặc ở dưới thùng như sao ấy. Maybe it works here. Nếu như mà tụi nó ở trên trển thì không biết là tụi nó có liên hệ với lại City Watcher không nhỉ? Nếu như mà tụi nó ở đâu lâu như vậy thì chắc chắn là tụi nó chán mồm lại, chán mồm lại. Im lặng. Mệt mỏi khi mà trẻ thôi. Im lặng. Ok, vậy là mọi người đi xe. Những cái tiền liên quan đến kiểu hàng, những cái tiền tiêu hàng ngày như bánh bao hay là đi xe, cái đấy thì nó sẽ thuộc vào cái tiền mà mình không động đến, là tiền chi tiêu hàng tháng của mọi người ở Waterdeep. Thì cái này chủ yếu là flavor thôi. Những cái tiền mà mình quan tâm sẽ là tiền mọi người mua dụng cụ liên quan hẳn đến là combat, hoặc là một số thứ là gì đấy mà to hơn, như kiểu chị Mộng muốn mở business mới này thì mình sẽ quan tâm. Không biết chị Mộng. Không biết chị Mộng. Bên kia thì nướng không? Về tao nướng thử xong rồi có gì mới mang ra chọn mà. Vậy thì mọi người lên xe và xe ngựa ở quanh chợ lớn thì có rất nhiều xe, có rất nhiều khách du lịch ở quanh đấy. Nhanh chóng người đã đến được hiệp hội xây dựng ở quận thành. Khi mình đi vào với những thông tin Văn có được từ điều tra viên chú Bảy, bên điều tra của thành phố cũng nháy trước về bên hiệp hội xây dựng rồi, nên là không có quá nhiều vấn đề. Có thể hỏi được thông tin về kiến trúc xây dựng quanh của nhà nghỉ, quanh tượng Godcatcher đồ thần. Những nhân viên ở đấy thì có vẻ là vì quen làm việc xây dựng, là việc chân tay hơn, nên giấy tờ không được ngăn nắp cho lắm. Cũng mất một lúc để họ vào trong kho, họ tìm bới. Những cái giấy tờ này có vẻ được xây dựng từ nhất vài chục năm trước rồi, phải đến 60-70 năm. Sau khi ối mắc xong thì một cô dwarf ở đấy, cô làm việc văn phòng giấy tờ ở đấy, lấy ra được cho mọi người một cái bản vẽ khá là vàng ố. Trên bản vẽ này chi tiết vẽ rõ ràng về mặt cắt các kiểu, những cái nhà nghỉ này có bao nhiêu tầng, xây được quấn quanh cái bức tượng này như thế nào, và có các cái dãy cầu thang để bước lên. Đúng như mọi người đã tìm được cái bản vẽ này thì có muốn làm gì đặc biệt với nó không? Mong có thể nhìn thử xem có hiểu không, đúng không? Mặc định hiểu chứ, hay là mong không hiểu được á? Mặc định hiểu.
Ok. Không biết là hiểu không là kiểu gì ấy. Tùy, có thể là ai tự muốn flavor mình không hiểu thì có thể nói. Em có thể nhìn vô để tìm các loại cửa thoát hiểm, các thứ không? Ý là đánh dấu những cái cửa thoát hiểm. Được. Đây có phải là một kỹ năng em định dùng không? Em cũng muốn không. Dùng kỹ năng nào không? Study anh. Ok, nếu mà em dùng study thì sẽ độ rủi ro gần như không có, độ hiệu quả sẽ trung bình. Để lại. Ý là nếu em có bao nhiêu chấm thì em roll bấy nhiêu đề 6 đúng không? Đúng rồi, và lấy số cao nhất. Ê, tao đoán này mà được không? Sao mày bảo mày không có nhiều lắm nữa? Cảm ơn. Em không có học architect. Khi mà nhìn vào tấm bản đồ này thì cái màn cắt xây dựng này thì Nghi có thấy là trong các căn hộ này cũng có khá nhiều cửa sổ và các cầu thang đi thì luôn luôn có bước xuống nhanh nhất là rơi xuống. Có thể là cho những loại người như người chim có cánh thì nó sẽ an toàn hơn những người khác. Ban. Không có ích gì vậy. Nhưng mà khi nhìn vào thế này, mặc dù là không rõ hoàn toàn, nhưng mà Nghi hoặc là không đọc rõ hoặc là thế nào đấy, thấy một cái đoạn nó cụt, nó không đến cái nhà nghỉ nào cả. Một cái đoạn đường đi, hành lang nó cụt, nó không đến nhà nghỉ nào cả. Dạ, quay qua hỏi cô mộng ơi, có biết mấy cái vụ đường cụt này mà nhìn như thế này thì nó kiểu sao ta, có mấy cái cửa ẩn hay cái gì không? Thế nào chả có, mà đến đấy thì biết tao nhìn cái giấy tao hiểu gì, tao toàn số không. Chị không nhìn thì làm sao chị không biết. Dạ. Tôi đến nơi rồi xem chứ mọi người cầm cái bảng này làm gì ta. Tôi tưởng cái khách sạn nào nó chỉ có cái bảng hướng dẫn đường đi các thứ nó dán ở cái đoạn lễ tân mà. Thì ý là nếu như có dán thì nó chắc cũng có dán một tầng thôi. Còn cái này nó dán tới tận N tầng lận. Để cái gì đụng thổ thì mình còn biết mình có rớt xuống hay không. Thế làm có rớt không? Theo em đọc thì rớt thì chắc chết đó. Cái thử sao biết? Thử sao biết, thử đi. Hả? Mà văn phòng mình đâu có ai biết bay đâu, nên chắc không nên rớt đâu. Người rớt, người sẽ rớt chỉ có mày đâu, chứ không ai định rớt xuống đấy hết đâu. Ừ. Thế em không hỏi em sẽ là người đầu tiên em thử xem nó rớt có chết không nhé. Đây là một câu hỏi đúng không? Em nghĩ là rớt chết đấy, mọi người nghĩ sao? Thì mọi người nghĩ là không chết đâu. Em thử đi. Nudy hình như vừa quay lại à? Em khờ hả, nghe đoạn vừa rồi không? Có nghe được đoạn. À ok rồi. Đi là đang chưa vô là việc nghiệp. Đang nghiên cứu cái bản đồ về hiệp hội xây dựng. Mình có được đem cái tờ này về không ạ? À? Mình hỏi cái cô đưa cái bản đồ này. Chị có thể... nói chung là cũng mấy năm gần đây thì người ta sáng chế ra một cái máy ma thuật gì đấy mà nó photocopy được em ạ. Em có cái bút photocopy rồi chị. Em hỏi, hai phút rồi. Hai phút rồi. Này, hình như mấy cái phép gì mà illusion ấy, là mấy cái người trong trường nó cũng hay làm ấy. Mấy cái trường gần đây thôi. Ý là em hỏi để mà chị cho phép em chép thôi, chứ lỡ chị không cho phép thì kỳ lắm. Rồi có bên chú Bảy cũng gật đầu bên chị trước rồi. Ok, cứ chép đi em. Mày chép sao cho dễ hiểu nha. Đừng quên dấu cách dấu chấm nào nha. Mình ngồi chép. Hay là mình cứ mượn tạm chị không nhỉ? Mình mượn tạm ngày hôm nữa là xong việc mình giả là ai. Thật chứ để thằng này chép thì nó chép nhầm mẹ đường cửa sổ thành đường cửa phòng ai. Em ơi, cái này em nhìn cái tờ giấy cầm nó còn sắp nát đến nơi, phải đến 67 năm rồi em. Nếu mà cho mượn không có gì lưu trữ, về sau mà các bên kiểm tra nó chết bên chị. Thế thì mày chép đi, mày chép cẩn thận. Mình sẽ đến xem có thật là cái tờ giấy đấy nó nát đến mức đấy không. Nếu mà nó nát quá thì mình sẽ chép cùng luôn. Vậy cầm về nó thứ duy nhất còn lại nó biến mất thì sao? Em làm hai bạn. Nó cũng hơi nát. Chỉ đôi ra mỗi một nửa. Đấy, tiếp lên nhanh. Trong lúc này mình có làm gì không ta? Em đi nhìn ngó xung quanh đi xem đây có gì vui vui không? Thằng Văn sẽ đứng để xem chép có sai chỗ nào không. Được rồi, mọi người cứ chép đi, đừng đi mọng đi chỗ khác rồi. Chưa ba, công việc đã giảm thêm một tí nữa. Bye bye. Anh đây ngồi chép cùng đi còn gì nữa, đứng nhìn gì đấy. Mọng có muốn tìm cái gì hay ho cụ thể không? Như là bản xây dựng của một ngân hàng nào đó,
Coi. Hay bãi xây dựng. Hay bãi xây dựng. Có một quán ăn nào đó thợ của anh nào đó tên tê. Em có thể, không, mình phải ưu tiên công việc trước. Em tìm mấy cái quầy bên cạnh cái khách sạn xung quanh, thì ví dụ như là có cái bản là nó ghi chép về cấu trúc cái tượng này, các thứ như thế nào, những cái vị trí nào của cái tượng nó bị lôi ra làm chỗ ở, kiểu vậy. Xong rồi nếu tiện tay thì em tìm thêm của nhà, của ngân hàng với của nhà hàng của anh Tê cũng được. nhà hàng của anh Tê. Khi mà nhìn những cái bản vẽ của bức tượng thì nó chỉ có bản vẽ lại thôi, tại vì cái bản chi tiết về xây dựng cái nhà nghỉ kia là đang được chép bên kia rồi. Còn bức tượng thì do đây từng là cái bức tượng có thể di chuyển được và nó chỉ dừng hoạt động, người ta vẽ lại thì bên trong nó cũng khá rỗng. Có thể là đục các đường đi bên trong đấy. Cái có một vài cái bản vẽ hơi phác thảo gì đấy về cái tay mà nó vươn lên trời, có cầu thang ở bên trong tay để trèo lên. Xong rồi đang tìm ngân hàng với cả nhà hàng của anh Tê thì bên kia chết xong rồi. Chết đi, ông ấy chết một lần đấy sao, chưa đủ đâu, nhớ sai sao? Thế không sai đâu chị Mộng ơi. Mày chắc không? Em có bút thần mà. Một người mà sai được chứ ba người làm sao sai được. Ngồi cái câu này nó bất ổn quá. Cô cần cái gì để check lại xem nó có sai không ạ? Em check lại 3 lần rồi. Như một bản, như một cái photocopy hoàn hảo. Rồi thì mọi người có làm gì nữa không nhỉ? Chép mẹ tôi xấu thế. Gì đây? À không, tao xem có gì vui không? Lần đầu vào đây ngó nghiêng tí. Tạm thời thì chắc không còn gì nữa đâu. Chúng tôi đi về nữa. Đi sao thế? Phải muốn hỏi thì người quản lý ở đây một chút. Đấy là cô có biết về là những cái hạng người nào ấy thì thường qua ở cái khách sạn này không? Cái khách sạn này á, thường chỉ có mấy cái bọn tourist của nó, khách tham quan, nó đến nó ở nhìn cho sướng thôi. Ở trên cao nhìn xuống kiểu mà, còn dân ở đây rồi thì ai ở cái chỗ đắt lòi đấy đâu em. Chủ yếu là đội giá. Chị biết giá đấy bao nhiêu đêm không? Giá đấy thì phải 5 vàng đêm em ơi. Ui trời mẹ. Ở cả tháng. 5 vàng sao? Phải không? Tại sao nó bỏ cứ 5 vàng? Mình có tên không? Năm vàng khách sạn có tên không thầy? Khách sạn là cùng tên với cả cái bức tượng đấy. Khách sạn đồ thần. Đồ thần. Ok, khách sạn đồ thần. Đồ thần in. Năm vàng. Năm vàng là một đêm hay một người? Tại vì nếu như bốn người mình ở chung một phòng thì cũng đâu mắc lắm đâu. Mắc một người một đêm. Mắc bé, mắc mày giàu, tao không. Bodyguard một vàng một tháng. Làm một năm ở được 2 ngày. Đắt bé, đắt. Đắt đắt. Ôi đúng rồi. Lời nói của người nhà giàu, người trẻ tuổi chưa phải cơm áo gạo tiền, chồng con đấy nhìn. Nhìn mà mộng không? Vừa nghe năm vàng phát đúng là kiểu người mà từng trải ấy, kiểu mặt tối sầm. Mày chết tao nghèo gì? Thế mình lên trên đó mình ở luôn hay là mình ở dưới này rồi khi nào mình lên thì mình lên? Nếu bây giờ mà đấy nha, để mình nghe như này này, nếu mình làm tại đấy luôn, mình lên đấy mình ở, mình tìm hiểu thông tin này rất là dễ, nó có lợi cho văn phòng của mình, thì mình nghĩ rằng việc bỏ tiền ra cho mỗi người một phòng. Để em gọi điện cho anh em. Anh ơi. Có gọi không? Có điện thoại. Khoan, thời này có điện thoại chưa? Có sending stone. Để có gì em viết thư cho anh em. Rồi. Nhà anh gác cũng gần đây thôi mà. Ok. Thở dài. Ủa mà em tưởng thư là chúng ta hết việc rồi. Ủa chú, em tưởng là trong tiền lương của vụ này đã bao gồm tiền ăn ở rồi, hay là họ tính không bao tiền ăn tiền ở luôn? Ăn là kiểu gì hết nhỉ? Cơm bụi cũng là ăn, rồi là cơm cũng ăn ca các thứ cũng là ăn ấy. Người ta chỉ bán cơm bụi thôi. Trời ơi. Để tiết kiệm đồng sao đồng mà đấy. Ăn uống ở trên đó được hay vậy? Vậy thì mình đi về hả? Hay là ở đó, ở cái quán đó, nhìn vô cái bản đồ vẽ của cái quán, của cái khách sạn đó, ngoài phòng nghỉ ra thì nó còn có kiểu khu vực để cho các cái loại dịch vụ khác không? Nó có một phòng chung để ăn uống và ngắm cảnh, có một cái view nhìn ra biển. Nếu là phòng đấy thôi, còn các cái nơi khác thì chủ yếu là các phòng nghỉ kiểu quanh cái tượng nhá. Thì các phòng nghỉ nó vòng cầu thang vòng lên trên đến bên trên. Tầm ở chỗ ngực của nó thì có cái phòng là phòng chung.
kiểu sảnh khách sạn. Ý là nó có kiểu như là cái tavern đúng? Để mà vô, có cớ để mà vô chứ đâu có vô để mà à, có cái đấy thì... nó sẽ cái chỗ sảnh chung đấy nó sẽ như cái tavern phục vụ đồ ăn đúng không? Ok, thế bây giờ mình có lên đó luôn không? Cho mình hỏi một chút là ở trong map ấy có chứ, là có cái một cái sảnh là bị đường cột đúng không? Mình nó có kiểu hơi nghi ngại chỗ đấy ấy, thì nó là ở khoảng nào, ở tầng mấy, hay là nó ở trên tầng cao nhất, hay là nó kiểu ở giữa, hay gần cái vai bức tượng. Vai bức tượng à? Nó có cần cái chỗ mà gọi là sảnh là ở ngực. Sảnh ngực. Còn chỗ cao nhất là cái tay đúng không? Chỗ cao nhất là cái tay vươn lên. Ngực à? Tưởng vai là ngay chân tận. Ngay chỗ... Nó gọi là đường cột nhưng mà nó có cửa sổ mà. Có. Ờ, vậy là vẫn có thể phóng ra được. Mày thì phóng xuống thật đấy hả? Thì thoát hiểm. Mọi người phải nghĩ. Ừ, mày nó thổi đi nữa đâu, kiểu tự nhiên biết được khả năng mới của mình là mình biết bay. Ừ. Hay mà. Hay là khả năng mới nhất là chuyển sinh vào kiếp mới. Anh biết được, nhưng đâu kiếp mới nó khôn hơn. Đi. Không. Em cũng mong vậy chị mộng rồi. Ok. Thế bây giờ mình bình thường anh mình có đi luôn bảo không? Vệ mình cơ mà. Anh bảo vệ nó đấy à? À, tôi biết là tôi phải bảo vệ nó nhưng mà nó cái như thế này thì khó bảo vệ lắm. Tất cả mọi thứ chỉ là lý thuyết thôi. À, vậy bây giờ mình có đi không? Mình có đi không mọi người? Hay là mình đi về? Bây giờ tầm khoảng 10 giờ sáng. Bây giờ sắp đến bữa trưa rồi. Thì qua đi ăn bữa cơm thử cho biết mùi vị người có tiền. Tôi về nhà lấy cái dây để đưa cho Minh đã, nó nhảy nó có cái buộc mà. Tao có dây, tất tao có dây thì rút trong túi ra cái dây thừng. Khoảng 50 mét à? Được 50 mét đâu. Sẵn sàng đây đây đủ. Anh nó kìm một quần thế không? Thì đi ăn thế thì không phải chó đấy bạn, bộ cái cổ đấy. Ừ, bộ eo ấy buộc sẵn vào đấy luôn rồi là cho tối rồi đấy. Sức nhiều cổ đó, sức nhiều cổ đi sạch rồi hạ từ từ chắc là nó sống. Ngày nay mà có bảo hiểm là mình mua ngay một cái bảo hiểm. Mua hiểm ra chứ. À, bảo hiểm cũng có mà, cứ lên mấy cái quận biển này, toàn người giàu toàn có hết. Để mua bảo hiểm tai nạn cho mình. Bảo hiểm tính mạng này. Bảo hiểm nhân thọ. Đây này đã. Ai sẽ ơi, xuất phát anh ơi. Rồi, mọi người. Không bằng nữa cái gì, đi nào. Đi. Đi. Mọi người quay lại với cái quảng trường gần chợ lớn, chỗ bức tượng đồ thần. À, không khí ở đấy thì vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn đông khách du lịch qua lại. À, bên dưới vẫn có các cái quán, sạp quán. Mọi người chợt có một ý nghĩ là có thể nếu có gì bất thường ở trên cái khách sạn kia thì những người bên dưới có thể có thông tin trước khi lên trên đấy. Xung quanh có những hàng bán gì đấy ạ? Xung quanh mọi người thấy đầu tiên là hai cái người và đàn hát cùng với Faye lúc nãy có vẻ là ở khá lâu. Tiếp theo là có những hàng quán đồ ăn vặt, bánh bao và có một hàng bán cá rán hải sản ở thành phố nước sâu. À, bọn em có thể nhận ra quán nào rồi. Là bỏ qua cái đấy đi. Tao không nhìn vào rồi được bắt tao nhìn qua nữa. Có quán nào mà kiểu nhìn vào là biết là chỉ có khách du lịch ăn được, người thường chứ không ở đến ăn nhỉ? Cá rán hải sản nghe có vẻ du lịch. Nghe phải hút khách du lịch. À, đi chợ mấy đứa. À, tối về có gì lắm bữa lẩu. Ừ, lâu rồi không ăn đồ biển, nó biết cái thứ ngon mà. Trời ơi, thấy bảo là cái thành phố này là toàn nước thôi, nên nhiều hải sản lắm, tí nào. Chị giúp chị mọi người đi qua bên đó đi, em lại phía dưới chân tòa tháp em kiếm mấy thứ. Mộng nó sẽ giả làm khách du lịch. Hỏi thông tin gần đây. Ok, Mộng muốn hỏi. Ok, khi mà đến cái quán cá rán hải sản này thì mọi người thấy bên trong là có trông có vẻ như là có hai chị em Agency. Ôi tên. Agency là một loại chủng tộc. Là okay. ai dịch được tiếng Việt thì dĩ thầy dịch hộ thiện thiện chiêu. Genesi là nửa người nửa nguyên tố, người nguyên tố, đây là nguyên tố phong, nguyên tố khí. Có một người thì đang biểu diễn rán cá, tông chảo các thứ. Một người bên cạnh thì đang làm cho tông hứng mấy gốc cá. Chỉ là có vẻ như là nhiều khách du lịch bu vào xem. Và cái cửa hàng này có vẻ cũng có một cái hướng nhìn khá là trực diện
về phía bức tượng. Mộng muốn hỏi ai thông tin thế nào? Em muốn ngồi nghe một xem là khách du lịch đang bàn tán gì nhiều về cái nơi này không. Sẽ muốn tìm các từ khóa như là giáo phái, niềm tin, hy vọng, các thứ, mong muốn, ước mong, khao khát. Nghe nó cứ tà đạo. Thì đúng rồi đấy. Có hỏi trực tiếp về những chủ đề đấy không hay là chỉ cố nghe? Cố nghe thôi. Ok. Cố nghe phong thanh rồi lấy một hai khách và chủ quán có bàn về có vẻ như là có một vài người mặc áo choàng đỏ đi lại trong sảnh chính của khách sạn, trông cứ như là mấy cái dân cosplay ở từ đâu phương xa đến. Rồi thế thôi ạ. Nhìn sang mình chắc không đói đâu nhỉ? No rồi mà đúng không? Đói, rất đói ạ. Mày ngửi mùi thịt nướng nãy giờ chứ đó à? Tao tưởng hít là phải no rồi chứ. Ít nhất cô ấy cũng, ít nhất chị cũng phải cho em ăn cơm trắng hử thịt chứ. Cái này còn không cho ăn thì làm sao mà no. Thôi thế thì tí lên trên kia nhỉ? Mình vào khách sạn mình ăn. Nào mọi người, bà mộng bà đâu có ngược đãi trẻ em thế. Ngoại trừ cầm dây ở cổ và dắt ra thì không có hành động gì ngồi đãi trẻ em cả. Thế nãy giờ chị có nghe ngóng được cái gì không? À, bọn nó bảo là ở đây có mốt ấy. Ừ, áo choàng đỏ, đồ đẹp hay sao ấy. Thấy nhiều người mặc đi quanh quanh. À, cô bé mặc áo choàng đỏ hả? À, ừ, chắc thế. Ừ. Nhưng mà không phải là ai mặc áo choàng đỏ cũng là cô bé nhưng thử được. Chắc là mốt. Tí mình vào mình mua thử cái áo choàng đỏ, mình vào mình mặc thử xem người ta có tìm mình nói chuyện không ha. Nghe đâu tìm được người cùng sở thích. Chắc lúc đấy Văn có tìm thông tin như thế nào? Văn sẽ đi hỏi một số người ở dưới chân cái bức tượng về cái việc là lũ im hoàn thành gần đây và cũng như là hỏi về có biết cái giáo phái nào phía trên không. Hỏi chuyện một số người thì cũng một số người ngồi bàn tán và kể cả hai cái người bard nghệ sĩ mà cũng hát hò ở đấy cũng tham gia vào nói chuyện lúc mà họ nghỉ. Bảo là có vẻ là ở đây tầm cứ muộn muộn trời ngà ngà tối lúc mà mấy cái người nghệ sĩ chuẩn bị về nhìn lên trời có mấy con gì đấy bay bay trông nó hơi lạ, hiểu, nó bé hơn bọn Griffin mà các cái tuần tra ở thành phố nó hay bay. À, có vẻ là bay về đậu ở trên bức tượng hay sao? Còn về cái giáo phái thôi. Văn hỏi gì nữa? Còn về cái giáo phái. Để check xem cái vụ là có ai biết về cái giáo phái ở trên đó. Về cái giáo phái thì người mà nghỉ chân dưới này bàn tán có vẻ là không biết. Họ chỉ có nói thêm về những vụ ở gần đây trời tối thì người hay bị mấy con gì đấy nó cào cấu và harass. Nhận được như đó thông tin thì Văn sẽ về hỏi tìm với mọi người. Mọi người kiếm được thông tin gì chưa? Có, Nghi đói này, nhà Minh đói này. Quên mất, có Mộng có thông tin này nhá. Lúc mà ở cái quán ăn cá ấy, thì nghe được là có vẻ cứ tối thì thường có một người đàn ông râu ria sậm sạp áo choàng đỏ đến mua 20 cân cá nhưng mà chả thấy lạ thì cứ hàng ngày có một thằng đói lắm, đói hơn cả Minh luôn. Thằng nào đói hơn cả Minh nữa. Nó sẽ nói nhỏ nhỏ đấy em. Ta vừa biết là trong khách sạn dạo này nó có mốt mới. Cứ buổi tối là một lũ mặc áo choàng đỏ rủ nhau đứng xuống đấy đi lên quanh. Như là kết hoác kiểu trình diễn thời trang mốt áo choàng đỏ hay sao ấy. Xong rồi có một thằng chuyên gia cái quầy này mua tầm 20 cân cá mỗi ngày. Chỉ đói được mình gì đúng không? Mình đã ăn hết 20 cân cá. Lần trước tao cho nó ăn rồi có 2 cân nữa. Em mình cũng mất bó thông tin. 10 minh ăn đủ rồi. Ừ, 10 minh lận. Buổi tối thì sẽ có một bọn sẽ bay đậu lại ở trên khách sạn và có một số sẽ tấn công nhiều người dân. Toàn buổi tối nhỉ? Không phải bây giờ mình cứ đi chơi đi. Ở đây cũng vui mà. Xong rồi buổi tối thì tìm sao? Nhớ đâu nó tưởng mình là người dân tấn công mình thì sao? Đúng không? Đơn giản mà. Sao mình lại rơi vào cái này? Phải chạy chứ? Chị... Ô, mày sợ à? Ông mày sợ à? Sợ đừng hèn thế bé chứ. Nó đánh mình thì mình khóc. Mình la lên. Chẳng lẽ là một đứa bị đánh ba đứa sau nhìn còn không làm cái gì à? Chị ơi, nó chỉ tấn công người dân thôi. Chị khóc chị la rồi ai bảo vệ chị hay là tụi em? Đi là bọn mày đó trời ơi. Ủa? Là anh đấy. Chính là anh. Có mình em ấy chị. Có mình em đứng ra làm chuyện này đấy chị. Chú Văn ơi, nó chỉ tấn công người dân thôi. Nó không tấn công khách du lịch hả? Ờ,
nghe bảo như vậy. Có thể là do khách du lịch vẫn ở trên khách sạn nên sẽ không bị tấn công vào thời điểm đó. Thế thì cho dù mình có ở đây thì làm sao nó biết mình là dân hay là khách du lịch? Ủa mà Imp cũng có phân biệt chủng tộc như vậy luôn hả? Khách du lịch, là khách du lịch thì mới không được tấn công à? Họ không nói đó là Imp. Họ không nói đó là Imp. Mấy cái con đó nó cũng biết phân biệt chủng tộc nữa hả? Thôi mẹ. Thôi. Tao chưa bị như gặp mấy lần này. Như tao nói chuyện với mày, tao biết mày là khách du lịch rồi đấy. À, thì... Không phải là cái giọng đâu. Giọng mày ngu ngơ và dễ bị lừa ấy. Nó không ngờ cái miệng lại luôn. Đói. Nó bị bỏ đói sáng giờ chưa, cũng không được ăn trưa nữa. Cứ bị chửi thôi. Ăn chửi thay cơm. Từ giờ ai đã ăn gì đâu. Thôi không thì lên quán cơm trên kia ăn miếng nhỉ. Món chính là chửi, món phụ là drama. Thì thôi đi lên tại khách sạn cái đó xem như thế nào. Ừ kìa khách du lịch. Nói nhiều lên bé. Đi trước đi. Trong lúc đang đến khách sạn thì Faye sẽ mình có thể dùng Minor Illusion để đổi màu cái áo không? Đổi màu trang không? Ok. Được đúng không? Chị Faye muốn không? Em lấy bút em vẽ lên là nó màu khác mà. Không, mình không. Nó thành màu đỏ luôn. Tiết kiệm không? Cuộc sách. Cái này mình stress mình làm lại. Con nào con được giặt đồ trong nhà? Mày giặt nhá. Bút lại phải một phát là nó bay vòng. Mày giặt nhá. Rồi. Thế là từ đây chuyển cảnh phát Faye đi từ cái khung cảnh này sang khung cảnh kia, phát cái áo biến thành màu đỏ luôn. Bút coi cột áo thành màu đỏ. Wow, công chúa ngủ trong rừng. Ê sao, sao mày đỏ không cho tao đỏ với? Đây, áo to đỏ sẵn rồi quên mất. Ừ đi nào. Cái áo em không đỏ này chị. Nhưng nhìn nó không giống cốt ấy, nó không giáo phái ấy. Đây giống nhìn chiến binh quá. Thôi, chị phải đứng lãnh đạo. Nhưng mà quan trọng là mua cái đó đâu. Ui, chị phải ra chợ mua đấy, mày không đi chợ bao giờ à? Tiết kiệm. Thì nói xem mày đi chợ. Em nghèo ấy. Không như chị ấy. À ừ, bọn mày làm gì đi chợ? Bọn mày lên siêu thị. À thì có đường gần xuống siêu thị nhỉ? Được thôi rồi, đi nào. Mọi người lên đến chỗ khách sạn. Vào trong sảnh chính, đây là một cái không gian khá ấm cúng trong cái ngày mùa đông này. Vào bên trong, đẩy cửa vào thì như là có một cái luồng hơi ấm từ lò sưởi bắt đầu lan tỏa xung quanh mọi người. Nhìn xung quanh, ở phía trước có một quán cái quán bar với cả người đứng lễ tân. Xung quanh có một cái gian là mọi người là kiểu khách ngồi nghỉ, và cũng có một cái gian khác là để mọi người ngồi ăn uống. Mọi người có muốn tìm gì cụ thể hay làm gì cụ thể hiện tại không? Mà mộng hiểu ngang. Ở đây có lễ tân đúng không? Có. Xách đàn ra, đà cho lễ tân. Lúc để cầm làm sao cho người ta áo mình nhau một tay mà bị hở ấy. Không có tay bị, gọi là không có ống tay thì giấu đi nha. Không để người ta nhìn thấy cái đấy, hơi vô nhách. Chỉ dùng cái ống tay còn nguyên thôi. Đấy. Cầm cái đàn theo người này đi ra chỗ lễ tân. Sau đây mình sẽ bắt đầu gọi là dùng cái giọng điệu của những cái người gọi là kẻ trên nhìn người dưới ấy. Lễ tân ở trông như nào nhỉ? Đây mình lễ tân là một anh chàng half elf trông khá là chảy chốt gọn gàng. Ây da, một half elf à? Em sẽ đến mà là không biết phòng của ta đã được chuẩn bị chưa nhỉ? Actually mình bốc phép. Dạ thưa quý cô, phòng của xin hỏi quý cô là ở phòng nào ạ? Đã có reserve trước với khách sạn trước chưa? Những người trong hội của ta thì đều đã bảo là chuẩn bị sẵn phòng cho ta rồi cơ mà. Sao lại không có là sao nhỉ? Kiểm tra lại đi. Đúng. Dạ. À là hội cô bé quàng khăn đỏ đấy ạ. Lỗi. Really? Người ta nhìn mình đã nhìn người ta bằng ánh mắt kiểu phán xét. Và đây trong cơ chế của icon đúng không? Mình có mirror mask ấy. Đúng không? Rồi. Mình sẽ biết là người ta you can always tell if someone is lying if you can see their face from the nature of the lies unclear. Thì cái phản ứng người ta như nào? Kiểu phản ứng của họ là có vẻ đang hỏi thật lắm. Là ở đây thì người ta gọi cái hội đấy là cô bé quàng khăn đỏ à? Ta là người ngoại quốc đến đây ấy. Có thể là ở chỗ ta có một cách gọi khác.
thì không biết có hội nào mà cái trang phục nó tương tự như ta nữa hay không. Đấy, nói rất tập cục y như vậy, giả vờ mình là foreigner. Dạ. À, thế thì chắc là nhầm hội ạ. Cũng có một hội hội khác nữa cũng hay mặc áo choàng nhưng mà không có được không có được xinh đẹp như quý cô ạ. Xin bạn phép, hội đấy thì thường là hay mặc áo choàng trùm hết kín đầu và có vẻ như là một hội kín, thích bàn về những cái bàn về lịch sử và những thứ khoa học cao xa. Lịch sử. Cái áo của mình mặc là hoodie nha, mình sẽ trùm cái hoodie lên như vậy à? Dạ cứ như thế ạ. Nếu mà chị không phiền thì ở ngay phía bên phòng ăn cũng có hai người trong hội đấy ạ. Họ đang ngồi ăn trưa. Thôi được rồi. Để ta liên lạc lại và xem cái nào mới là cái đúng. Mình sẽ nhẹ nhàng quay đi và quay lại nói với mọi người là từ đấy có một bọn là cô bé qua khăn đỏ nhá, nhưng mà tôi nghĩ là đéo phải cái hội đấy không phải gì đâu. Tôi nghĩ là hội đấy không phải thứ mà chúng ta đem đến. Đây. Phải vừa mới nói ra cô bé hoàng khăn đỏ, mặt thằng Minh kiểu đấy cho em bảo mà. Nhưng cô bé hoàng khăn đỏ. Jerry another one. Mọi người cứ đánh giá. Đấy, còn có một cái mà theo những gì mà mấy chị biết ấy, thì còn có một cái hội kín nữa mà nó đang đi điều tra cái gì, nó đang tìm hiểu cái gì đấy về lịch sử ấy. Còn mấy chị có cái gọi là kinh nghiệm với bọn này rồi, mấy cái thằng giáo phái mà truy tìm lịch sử ấy, bọn đấy nguy hiểm. Chết người đấy, chắc chắn bọn nó rồi, không thể sai được. Mà cậu biết cô gái hoàng khăn, cô bé hoàng khăn đỏ làm gì không? Cô bé hoàng khăn đỏ chỉ biết cosplay, chỉ biết làm gì nữa. À, có đi đưa bánh cho bà. Anh thực sự có hứng thú với... À, thực sự thì tôi cũng có hứng thú một chút đấy, nhưng mà... Thì mình đi tìm cái nhóm lịch sử xong rồi mình đi chụp hình chung với lại đi xin chữ ký của cái bà khăn đỏ sau cũng được mà. Mình có thể chia đôi ấy, mình đi tìm của mọi người đi tìm cái bọn kia. Tại sao? Sao mình không làm cả hai cùng lúc? À thế cả. À, thế thì anh Văn nhá, em nghĩ là anh và mình chỉ có anh trông được thôi. Em không nghi ngờ, không có gọi là nghi ngờ gì về cái tài gọi là trông trẻ của anh hết. Thì em nghĩ là anh mới để... Chị Mộng muốn trông trẻ gì không chị Mộng? Không. Oh. Và thế là xong. Chắc nịch. Anh có điều gì muốn nói trước là không ạ? Hy vọng cho em mượn em nói ngắn cái sợi dây lại cái. Cái sợi dây này này đấy. Mình rất là cẩn thận nhất tí nó nhảy đấy. Ủa Ali. Cảnh này sai quá. Sao mọi người đối xử với em vậy? Em cũng có ích mà. Em cũng không có ích chứ. Đây nhá. Thực ra nếu thế này thì mình đổ ngược lại hay hơn, vì là anh Văn anh sẽ giả vờ đang cosplay. Sai quá. Xin lỗi. Cosplay cô bé còn khăn đỏ ấy hả? Không, anh thì không hiểu rồi. Cosplay không. À? Cầm cái sắc khác đi ấy, thì nó phi thực ấy. Đây là những gì hành động thằng Văn sẽ làm trong lúc xin thần đấy, tha thứ cho cô ấy đi. Sau khi xong option 2 của em thì anh có muốn nghĩ lại về việc anh thấy option 1 quá hời không? Anh và Minh đi điều tra về mấy thằng giáo phái, mấy thằng giáo hội truy tìm cầu lịch sử gì đấy, nhìn rất là nguy hiểm. Buổi tối thì ra ngoài cầu nguyện, còn em và chị Mộng đấy, đi xem mấy cô bé còn khăn đỏ làm gì trong khách sạn. À, tôi chọn option 2, hai người đi xem cô bé ngoài khăn đỏ đi. Đi đi ra đi nào. Thuyết phục 100. Mình đã nâng mắt kỹ năng này. Rồi, chúng ta sẽ đi với Faye và Mộng trước. Mọi người đi xung quanh nhìn ngó xem đúng không? Thấy có một cái bàn có khá khá các bé gái đeo khăn đỏ, và ở đấy có một cô trông như bảo mẫu. Độ tuổi của bao nhiêu anh? Độ tuổi của các cô bé thì tầm vị thành niên, độ tuổi của cô bảo mẫu thì khoảng 30-40. Tập tuổi chị đấy. Tao nhìn như bọn trẻ mồ côi, thôi đi ra.
Thử ra xem có thể nghe mọi người đang nói chuyện hoặc đang làm gì trước khi bắt chuyện không? Đó, mọi người đang nói về việc là lịch trình đi ngắm cảnh tiếp theo như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến quận cảng xem là cách mà người dân lao động và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thế nào này. Sau rồi chúng ta sẽ đến phần công viên nghĩa trang của thành phố để tham quan cái sự linh thiêng của nó. Tiếp đến là đến các nhà thờ A, nhà thờ B. Và cuối cùng là trong một vài ngày tới thì mọi người sẽ được đi tắm biển. Anyway, nghe vui vậy. Mirror mask của mình là thấy là legit đúng không? Thì đúng không? Khá là legit. Mọi người nhìn ngó một hồi và nghe ngóng, có vẻ đây là hội những một cái trường nào đấy ở một thành phố khác đi tham quan. Mày có muốn ra bắt chuyện em chứ tao thấy nó không có tác dụng gì hết. Thấy bắt đầu vỗ vai Mộng là ôi quay lại xem Minh đã nhảy chưa nào. Nhanh. Ba chân bốn cẳng quay lại. Ok, rồi, và Văn của mình mọi người đi sang bên phòng ăn. Mọi người đi, từ, còn nói gì nói lại, Thiện đang chừng này. Không, em nói là đang kéo giữ mình để không nó không nhảy. Em có đi đâu đâu. Văn vẫn rất mặt rất nghiêm túc. Mày đừng nhảy, mày đừng nhảy. Thằng Minh nó còn đang bận nhìn ngắm kiến trúc ở bên trong của cái khách sạn. Ủa mình vô chưa ta? Vô đúng không? Có, xong rồi. Lúc nãy thì Faye có chỉ qua Văn với lại Minh một cái chỗ, một cái phòng ăn ấy, ở đấy có hai thằng trong trong cái giáo hội mà mặc áo đỏ ấy, các bạn một người ra đấy xem bọn nó làm gì ấy. Đấy thì phân công công việc là thế. Mấy người đã làm gì chưa? Hay là đến đây thấy vẫn đang ngồi giữ? Không, đang bây giờ mới làm nè. Rồi, cho Văn và Minh cứ vẫn có đi trước được một chút đi. Ra đây trước. Em không nghĩ cái này là cô bé và khăn đỏ đâu, chú nói chuyện đi. Em sợ lắm. Văn và Minh thấy hai thanh niên mặc áo choàng, có vẻ cái phần mũ để trùm đầu thì đang được bỏ xuống. Hai anh đang ngồi có vẻ là ăn trưa và có hai cốc rượu bên cạnh. Nói chuyện xì xầm gì đấy. Văn nó sẽ mua một cốc rượu, nó đi lại chỗ hai người đó ngồi xuống. Tôi nghe nói ở đây có một cái nhóm người đi tìm hiểu lịch sử đúng không ạ? Liên quan gì đến thanh niên vào đây hả? Tao đang nói chuyện. Chúng tôi muốn tìm hiểu về lịch sử của khu vực này nên không biết có thể gia nhập cùng mọi người không? Ui dồi ôi, một thanh niên đang trợn mắt lên, thanh niên kia nó bảo ê, anh bình tĩnh, chú em à, cái hội này đây là hội kín của bọn anh em ơi, nói chung là những cái chủ đề mà cao xa lắm, những người mà có học vấn hiểu được em ơi, nên là có gì ra chỗ khác tìm cái hội khác ở đây, nếu mà dân đi du lịch thì có nhiều chỗ ngắm cảnh lắm, có gì anh viết vài chỗ nổi tiếng ở thành phố thôi. Nếu mà nói về học thức thì em có đứa cháu nó cũng giỏi anh, xong nó quát mình lại. Thằng Minh nó mới đi lại, nó mới chú Văn im lặng nha. Nó mới giật cái ly rượu của chú Văn, xong rồi nó khoác đặt tay lên trên vai của chú Văn rồi nó bảo mấy anh phải đồng cảm. Ông anh của em không có theo gia đình kiểu đi học nhà thờ cái thứ nên làm mấy cái mẹ này làm gì biết được. Em đây nè, sinh viên tốt nghiệp loại tốt của trường của Waterdeep. Lịch sử dăm ba cái đó em biết hết, nên bây giờ anh mà muốn học lịch sử anh phải liên hệ em. Em có 70 ông thầy, anh muốn gặp ai em cũng cho gặp được hết. Cho nên nhìn qua chú Văn kiểu giỏi không, giỏi không? Cháu là tốt không? em gái à? Mà là cái em trai à, em trai à? Cái hộ của bọn anh là nó nói chung là phải có qua quá trình tuyển rất là nghiêm ngặt thì mới vào được. Thế là nếu mà có gì quay lại vào hôm khác hay là thế nào đấy, là làm một cái bài kiểm tra hoặc là chắc là qua trường học, mấy cái trường đại học kia, xin một bài, thậm chí là xin vào mấy cái hội lịch sử bên đấy cũng được, có gì đâu. Đồng bào nó sẽ nói là giờ nếu tụi em muốn vào trong đó thì tụi em sẽ
cần bao nhiêu đấy đi vào. Bao nhiêu cái gì? Tự nhiên hỏi lại thế. Cái thanh niên mà kia mà có vẻ là trợn mắt thì mày cứ phải nhiều lời với nó làm gì? Bảo không là không, bọn mày làm cứ ngồi đây lằng nhà thằng nhau. Hả? Mấy cái đứa trẻ danh cái gì? Văn nó sẽ dúi một vàng vào tay cái thằng nó đang nói chuyện cho tụi em qua cho nó dễ. Rồi anh đang tìm đạp lần đầu. Nhìn một cái đồng vàng đấy. Mày nghĩ đây là cái trò đùa à? Tiền nong cái. Đột nhiên Văn cảm thấy cái cơn đau đầu nó gợn lên cực kỳ mạnh. Tất cả mọi thứ, các cái âm thanh xung quanh như là nó, xong rồi từ cái tiếng đấy, từ cái tiếng, một cái tiếng kiểu loa hỏng rất nhỏ lên tất cả các cái tiếng xung quanh như là 1000 tiếng thì thầm cùng một lúc. Khi mà Văn đang ôm chán nhìn xuống này, nhìn xuống cái bàn bên dưới, đang nhìn xuống cái bàn, đột nhiên thấy cái bàn có một con mắt nó mở ra nhìn về phía Văn. Văn chớp mắt một cái thì con mắt đấy nó biến mất. Đột nhiên khi mà nhìn lên, nhìn hai cái thanh niên kia đang nói chuyện, những cái tiếng nói, tiếng chửi của một cái thanh niên mà đang chửi mọi người ấy, thì nó cảm giác nó nhỏ đi, nhưng mà Văn lại nhìn được một cái gì đấy, nghe một cái gì đấy giống từ cái người mà đang không chửi. Khi nhìn sang, miệng hắn ta không mở nhưng mà Văn nghe được tiếng giống như là giọng hắn. Chết mẹ, không biết bọn này có biết được giáo phái của mình không. Nhìn sang cái thanh niên đang chửi, những cái lời chửi của nó không nghe được nhưng mà lại nghe được một cái giọng khác. Con mẹ, không biết là mấy cái con im nhà mình có lộng hành quá không, bây giờ bọn đó vào hỏi tận nơi thế này làm thế nào đuổi con mẹ bọn này bây giờ nhỉ. Xong rồi Văn lại cảm thấy đau đầu. Những cái tiếng nói bên tai nó dần mất đi. Xin lỗi mọi người, em hơi đau đầu. Cái chuyện gì mình từ đỡ chú mình đây. Cho Mộng vào lúc này được không ạ? Được, cho ngoài nhân vật một tí. Mộng nó sẽ, nó nhìn thấy thằng kia bị chửi, nó không hiểu gì đang xảy ra nên là bình thường mà Văn bị chửi là nó cũng không vừa đâu, nhưng mà lần này bị chửi nó lại cứ ôm đầu này. Nhìn này, bà ấy sẽ đầu tiên là quẹt hai cái đường ở trên mắt cho ai nở nó trôi xuống ấy, xong rồi chạy đến vú cha ơi túng tay của Văn. Cha xứ không thể. Tại sao cha bảo con chỉ cần chăm đến nhà thờ là thần thánh, là các vị thần sẽ nghe lời cầu nguyện của con, nhưng tại sao con khổ thế này? Con cũng muốn được như này như kia, nhưng tại sao các vị thần không bao giờ chứng giám? Cuộc đời con khổ lắm rồi, con của con đang ở nhà chết đói, tại sao hẹn cha ơi? Đấy. Cái vụ gì này, sao tự nhiên này làm bừa bãi âm ở đây? Thật bằng sao vậy, hoặc không có gì đâu, chỉ là một người từ giáo phái của tôi, một con chiên quay đạo từ giáo phái của tôi tới đây. Cuộc đời của ta hơi khổ, thần sẽ mau chứng giám cho con thôi. Nó sẽ bà Mộng sẽ lắc đầu người vậy, con không tin cha ấy, cha bảo vị thần thấy có thực sự có thật không, con sẵn sàng đánh đổi tất cả, tại sao thần không chứng giám cho con? Và nó nhấn mạnh đánh đổi tất cả. Lúc mà kiểu hài nhạc chất thành được diễn ra ấy, thì quay sẽ kiểu giả bẩn đưa tay che mặt như này, đưa che mặt như này đấy, đi vào giữa những cái tên áo đỏ đấy, rồi là kiểu như đứng sau lưng một đứa và nói hỏi là có chuyện gì đang xảy ra vậy, như kiểu mình là đồng đội của nó vậy. Rồi ok, đây Thiện sẽ cho là một cái gì đấy cần lan xúc sắc rồi. Cái cơ chế nó sẽ là như thế này, mỗi người đều có thể là cùng hỗ trợ cho cái việc này, xem là có moi được thông tin từ bọn đó không, sẽ có độ thành công đơn giản là thế này.
success hiện tại đang 0/5, failure đang 0/5, nó gần giống như cái dev safe. Success đầy trước thì mọi người sẽ thành công, failure đầy trước là mọi người thất bại. Mỗi người qua cái miêu tả hoàn thiện của mình có thể nói là mình làm gì để có thể là tổ lái về cái kỹ năng mình giỏi để lăn cái đấy. Tại sao nhỉ? Kỹ năng mình giỏi là đấm. Tại sao nhỉ? Cho mẹ đợi chọn làm cái này nhá. Okay. Những cái việc tất cả mọi người có thể nghĩ làm như thế nào, là tương tác với bối cảnh như thế nào, có thể là cái việc mà charm hay là command, thì hai cái đấy là hai skill rất rõ ràng trong tình huống này rồi, mà cũng có thể là cố gắng nhìn trên người bọn nó xem có cái thông tin gì hay là có được cái gì để giúp cho mình diễn thật hơn, hoặc là có thể văn xong muốn đập bàn đập ghế gì đấy cũng được. Làm thế nào để anh tổ lái được là được. Mọi người tổ lái được là được. Cho những người có chỉ số phía trên làm trước. Mời những người hai con người vừa mới vào xin mời. Hoặc đường đang một suy nghĩ hoặc xíu. Một người có thể dẫn đầu cái sự cố gắng này và lăn cho tất cả mọi người sẽ đầy được cái thành công cao hơn. Mọi người dẫn đầu đấy tốn 2 effort. Hôm nay thì mình có bao nhiêu effort nhỉ? Một ngày mình có 3. Tất cả mọi người chỉnh effort lên 3, strain lên 5. Tất cả nói chung là tất cả đầy. Cứ hết cái nào thì hết cái đấy. Excel em có thể dùng Excel để em tìm thông tin từ cái đống bọn đoạn nói chuyện ăn uống mà nó có để sách vở gì trên bàn không? Excel là việc về sự chính xác, kiểu như là nhặt trộm cái gì đấy giống gần giống như slide of hand. Kiểu như em lấy cái gì đấy của bọn nó à? Vâng, thì em sẽ... Đang khóc mà đang kiểu tay vừa bàn đập bàn đập anh ơi, anh ơi. Bây giờ kiểu anh ơi. Được. Ok. Có sách vở thì em sẽ mơ rồi đấy. Đầu ngày có Nghi, nhân vật của Nghi có một cái. Đầu ngày em chọn một ai để ngưỡng mộ. Nó gần giống cái của Cát chơi lần trước. Hôm nay chú Bằng bỏ em rồi thì em sẽ ngưỡng mộ cô Mộng. Rồi. Ok. Ok. Vậy thì em một effort. Được là gì? Em thêm một effort để lên thành ba đai nhá. Và Minh có thể hỗ trợ Mộng mà không tốn effort nào vì đang ngưỡng mộ Mộng hôm nay. Em giúp cô không có. Mình kiểu vơ tay này là mình đẩy cho cái vỏ nó gần hơn đúng không vậy? Nhưng mà ý là aid là aid kiểu gì? Như ý chú thì bình thường cứ chọn aid là mình miêu tả một hai câu rồi nó hợp lý rồi mình dùng cái effort là được. Nhưng mà vì hôm nay là Minh có khả năng đặc biệt đang chọn ngưỡng mộ Mộng thì giúp Mộng không tốn effort nào, nhưng giúp bất kỳ ai khác sẽ tốn 2 effort. Vâng, thì nói chung là chị Mộng đang bám vô đúng không? Đang bám vào bàn. Hơi đá vô chân chú Văn để mà kiểu ổng cúi xuống cho kiểu sao là bả bám mạnh hơn. Rồi, 4D6. 4D6. Cái này thì từ độ hiệu quả sẽ là trung bình độ rủi ro actually. Trung bình. Trời ơi mọi người, 5 điểm mà chết thế nào được. Chết thế nào được. Ui, 4 này. Rồi, 5. 5. Số cao nhất là 5. Sẽ đưa độ hiệu quả trung bình thì là 2. Rồi, và vì nó không phải là thành công hoàn toàn, không phải là 6 nên nó vẫn đẩy cái failure lên một tẹo. Cái này trong cái này 1 đến 3 là thất bại, 4 và 5 là thành công một phần và 6 là hoàn toàn thành công. Mọi người có thể cứ tiếp tục. Xong rồi khi mà tất cả mọi thứ xong xuôi thì Thiện sẽ miêu tả một mạch cái cảnh này diễn ra như nào. Thì bây giờ nó tới 5 là mình xong đúng không anh? Đúng. Một trong hai cái tới 5. Cái nào? Một trong hai cái tới 5 là mình xong. Đây, mời Faye. Trong lúc mà kiểu bộ phim hài đang diễn ra thì mình sẽ switch nick qua cái đồng đấy cho những cái đám người này và vẫn tỏ ra là mình đang không quen đám người không quen. Và kiểu là mình sẽ cố gắng đầu tiên là phải đứng chung hàng với những người mặc áo đỏ kia đã. Đứng gần đã sneak qua đây, mong là số 2 để mình đi từ ngoài vào. Vậy là dùng sneak à? Ok, sneak vào đâu, sneak ra đâu sẽ để làm gì? Độ hỗn loạn đấy trong khi mọi người đang để ý đến đấy để mình gọi là đứng đằng sau những cái người của cái giáo hội đấy. Mình muốn là cái vị trí đứng ban đầu của mình là phải ở giữa những người đấy chứ không phải không cho người đấy biết mình đi từ ngoài vào ấy. Ok, được.
sau xin luôn đúng không? Độ rủi ro thấp, độ hiệu quả trung bình. Ok, thế thì roll như nào nhỉ? Bạn có bao nhiêu snake chấm than... thì lăn à, chấm than r cách mấy d6? 1d6 ạ. Nếu bạn muốn dùng một effort để đẩy lên 2d6 thì có thể dùng. Sao không... bạn có khả năng gì? Sao không dùng charm? Sau đấy thì dùng charm xong. Đẩy cái hết sức mình có thể làm là một phát snake rồi một phát charm. Để nó snake để nó tìm cái, nếu mà cái snake nó fail nó cũng đẩy cái fail của mình lên nhé. Đúng rồi, thì nhắc. Dùng charm cho chắc. Ý là mình sẽ dùng charm. Sau đấy mình mới dùng ấy. Có nghĩa là mình sẽ dùng cái snake okay. để bụng cho charm. Vậy thì Thiện sẽ coi đây là một cái setup cho charm. Yeah. Nếu mà cái này thành công thì charm sẽ được cộng 1d6 nữa. 1d6 trước đúng không? Nếu dùng effort là 2d6. Dùng effort. Đây dùng effort và cái sau. Không, cái sau không cần đúng không? Cái sau cần đâu, cái sau 5d6 rồi. Nếu mà cái này thành công thì dùng effort vào đây đi. 6. 6. 6 phần 1. Snake. 2 nát. 2 nát. Stick không vấn đề gì, failure không thêm, success vẫn chưa thêm. Đấy, tại vì cái này là setup cho charm. Rồi mình có thể charm. Ok, sau đấy là Faye sẽ đấy, đứng đằng sau những cái tên đấy và hỏi là giả vờ như mình là một người bên trong đấy, có chuyện gì xảy ra với giáo hội, với hội của chúng ta vậy? Đầu tiên như thế đã, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái kế hoạch tiếp sắp tới thì như thế nào? Để bọn này nó xuất hiện ở đây? Với cái tình hình mà mọi thứ khác đang diễn ra, cái này chọn cho cái này là hiệu quả cao, hậu quả trung bình. 4 đến 6 đúng không? 5. 5. 5. 5. Ok, chưa cần hết. Success lần này luôn. Và không có thêm failure nào. Ok, đấy là chúng ta đã thử xong một cái lần cơ chế của cái này, của cái hệ thống icon này sẽ được dùng kha khá trong những tình huống mà chúng ta thấy là cần ít nhất một vài sự hỗ trợ hợp tác của mọi người để thực hiện một cái việc gì đấy thành công. Sau khi mà đang bị một sự phân tâm giữa Văn và Mộng cùng với Nghi cũng đang hỗ trợ phần đấy. Khi mà thế nào? Khi mà Faye qua đằng sau và nói như vậy thì một tên đang tức giận bảo có từ từ Faye nói cái gì nhỉ, chính xác từ là gì để Thiện trả lời thôi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Kế hoạch tối nay, kế hoạch của chúng ta thì phải xử lý làm sao? Nói là nhìn đằng sau cái có cái gì đâu, cái bọn này bọn dở hơi này, từ đâu ra cái khỉ gì đấy, không vấn đề gì đến rào ạp, không vấn đề gì, kế hoạch tối là gì cứ như thường đến gặp thôi. Ôi, mấy cái đứa dở hơi này làm tôi kiểu mất tập trung quá, tự quên mất là lịch trình như nào nhỉ. Ôi, đúng là tập trung vào nhiều thứ quá, khó ấy. Rồi mày bảo cái thằng còn lại mày kệ cái bọn dở hơi đi ra ngoài. Ủa gì à? Hoặc là tối hôm nay lên lên họp toàn bộ không phải không gì nữa. Tối là vẫn ở chỗ cũ đúng không? Yên hoàn thành chắc chắn. Đúng là vẫn ở ngoài cái chỗ gần ở đây gần bờ biển đúng không? Đấy, gần cái bờ biển đấy đúng không? Bờ biển nào vậy? Trên cái chỗ mình hay họp trên cái tay tượng. Tôi nói nhầm ấy, chắc quá anh ấy nhầm ấy, đến khi ăn bồn nào quá. Vừa rồi cái tối đến mấy giờ ấy nhỉ? Cái chị này sao làm gì mà chả nhớ cái gì cả. Tầm 5 chả hộp 6 giờ chị. Chị tên gì nhỉ, em gặp chị chưa nhỉ? Có thể cho mình 30 giây để mình suy nghĩ được. 5 phút quảng cáo. Cuộc đời mình đang chạy qua trước mắt rồi. Chạy lại van xin cái giây nhảy xuống. Dầm ba mấy cái này mà có phải hỏi. Khó khăn quá thì để ông Văn ở đó đánh cho. Thôi chú.
Hôm nay chú báo đó, chứ còn chưa báo nha. À, đúng rồi. Đang hỏi ô chị là ai nhỉ? Tự nhiên thấy quả đấm mày này. Quả đấm này. Cái sự kiện này đã xảy ra rồi đúng không? Chưa. Ủa sự kiện nào? Đấm thì chưa. Nhưng mà giỡn đang Phay thì cao. hỏi được một đống thông tin đấy rồi. Nhưng bây giờ thì nó bắt đầu hết phân tâm rồi, nó bắt đầu nhìn. Ủa chị là ai em gặp chưa nhỉ? Em không biết tao đâu mà không nhớ mấy cái chuyện này. Ôi mà phải thông biết. Ủa thế là xong rồi che mặt bảo xong rồi sau đi chỗ khác hả? Hay nào? Che mặt đi. Chỗ thanh niên bạch nhật này đấy, em chạy ra cái chỗ bàn ăn đúng không anh? Chắc lúc ấy mọi người đang ăn ở đấy à. Ý là cái chỗ cái bàn mà lúc ấy Faye chưa biết là có cái bàn mà mọi người thấy có cái mắt ấy thì à. Actually có thể Faye lúc ấy chưa biết cái sự kiện này xảy ra, Faye lên cửa đi dập lùi dần dần về chỗ này, quay người. À, và cái câu nói cuối cùng của Faye là gì, thử nói rõ cho Thiện nghe. Em sẽ nói là mình sẽ nói là mày có phải tao mà không nhớ mấy chuyện đấy mà đấy, che mặt mày lại đi, kiểu người đã biết thì mấy thằng kia nó biết, nó có nghi ngờ thứ đấy chết. Gọi thằng kia đứng gần người ra một lúc hả? Mày anh có hỏi thằng bên cạnh mày có cái gì thôi đừng tự nhiên ngu quá, lát nữa chị, tối lên lại chửi. Đi về. Bạn đã thoát. Ủa đu đi băng rồi. Ủa mày quên Văn tự đấm vào mình rồi. Bạn rồi. Ok. Vậy thì do sự cố kỹ thuật nên là session 1 của chúng ta đã dừng lại từ đây. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem câu chuyện của các thám tử nước sâu vào tuần sau. Các thám tử của chúng ta có giải quyết được vụ lùm xùm liên quan đến giáo phái này không? Đặc biệt là nhân vật Văn vừa trải qua trải nghiệm như thế nào, là thứ gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp ở các tập sau của Thám Tử Nước Sâu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi kiểu cái công nghiệp họ nó phải này. Hãy đón tiếp tập sau vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần. Trên kênh Phạm Kỳ Đoàn Trần Master. Trên kênh VTV. Thôi được rồi. VTV hơi hơi to em ạ. Ước gì. And this is Disney Channel. Em nghĩ là Luni chắc là vẫn viết được cái đoạn này thì mình làm cái trao XP cơ chế rồi trao XP tình thương. Chúng ta sẽ đến bây giờ với... câm rồi nên ổng ổng nói kiểu gì anh không, nhắn sao? Không nó viết thôi, nó viết thôi được. Nuni viết luôn cái đoạn khen mọi người thế nào đúng nhá, và được viết đi, không được chừa ai nha. Không chừa mọi người nhìn vào tờ thông số icon của mình nhá. Đây là để mình tính điểm kinh nghiệm trong buổi vừa rồi. Trong ba cái ideals, mọi người tự thấy là trong hôm nay đã chơi được đúng cái nào? Cái mà liên quan đến heritage, background hoặc beliefs thì cái đấy nó sẽ liên quan trực tiếp đến backstory của mình. Mẹ sao không? Thằng thật đó rồi. Hôm nay em có mua vui được không? Em có mua vui được trai không? Em thấy em tài báo không? Em đã xử lý tình huống với sự sáng tạo, sự cổ vũ hay là tin tưởng vào đồng đội mình chưa? Từ sáng tạo thì có cái vụ nhảy ra khỏi kia, nó có sáng tạo không? Em đã tin tưởng vào đồng đội chưa? Có phải chưa tin tưởng lắm? Không tin tưởng lắm. Anh sẽ cho là cái liên quan đến heritage, background hoặc beliefs, anh thấy cái đấy là rất rõ ràng. Em đã ngả rất nhiều vào những cái kiến thức mà nhân vật mình có. Em đã thất bại thảm hại chưa? À chưa. Thôi sắp không rồi. Chưa, hôm nay mới thất bại nhẹ nhàng thôi. Ủa anh có thể cho câu chuyện. Thế đấy, cái này tích vô rồi em cộng 1 XP luôn hay là sao? Ok, vậy thì em sẽ được cộng 1 XP và bỏ tích. Cái đấy thì để mình check thôi. Cái này thực ra là có thể tích ngay trong buổi chơi để buổi cuối mình xem được mấy cái. Đường mộng. Được một cái à? Được background. Con thạch ạ.
Thì quay lại ok. Faye, cunning subterfuge or deceit? Có. Nhiều. Nhiều. Rất nhiều. Nhiều. Là mình nghĩ được cái thứ nhất và cái thứ ba, talk or speak my way out of chair situation nữa. Được, đồng ý. I speak. I speak. Bạn nhớ trừ một effort của mình nhé. Mình nhớ là dùng cái snake có dùng một effort. Và Văn, Văn đã xử lý mọi chuyện với sự quyết tâm tình bạn và nỗ lực chưa? Chưa thấy sự giải quyết bị đau đầu rồi. Chưa thấy. Chưa thấy giải quyết là, chưa thấy giải quyết là bị đau đầu. Ừ. Thích thằng Minh lại không có tính là tình bạn nha. Dù nó là ý tưởng của tôi nhưng mà lỗi của anh ấy. Có... lỗi của anh ấy là nghe. Có thật. Có thấy express background ở trong cái lúc nói chuyện với lại hai mén kia. Ừ, nói chuyện nhà thờ. Đúng. Ừ. Nói chuyện nhà thờ. Nói chuyện nhà thờ. Nói chuyện nhà thờ. Ok, được cái thứ hai. Một XP. Để em điền cho nó luôn. À, anh điền luôn. À đây, được rồi. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần XP cơ chế. Chúng ta sẽ đến với XP tình thương. Nghĩa là mọi người có thể là nhận xét về trong buổi hôm nay mình đã có điểm nào thích, có điểm nào chưa vừa lòng về cách chơi trong bàn chơi của mọi người để chúng ta cùng có thể cải thiện hơn và những lần chơi sau có thể vui hơn nữa. Thế có thể bắt đầu luôn về hôm nay. Cái nhận xét của Thiện, Thiện thấy thích việc là tất cả mọi người có vẻ là cũng qua một hôm thử chơi cùng nhau nên là cả cái team khi mà nhập vai cùng nhau rất là tình nghĩa khăng khít và tung hứng. Ngồi Thiện ngồi nghe rất vui và có thể thấy đây đúng là một cái team đi làm việc cùng nhau, cũng có những khoảnh khắc chửi bới và nhưng mà rồi mọi người vẫn tiếp tục là cùng nhau giải quyết các sự kiện đúng như một cái văn phòng thám tử. Thiện về mà chưa hài lòng thế nào? Thiện không có gì phải than phiền trong hôm nay cả. Mặc dù cái thời gian dự kiến, cái tốc độ mà mọi người đi qua các cảnh nó có chậm hơn những gì Thiện dự kiến và chuẩn bị trong hôm nay, nhưng cái đấy là một chuyện thường trong game, cũng expected. Và cuối cùng thì Thiện vẫn luôn là rất là vui được ngồi chơi cùng những người bạn mà có thể pha trò và làm cho cái khoảng thời gian mình ngồi với nhau có vui vẻ và ý nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người đã hôm nay cùng chơi với Thiện. Chỉ công định nghiệp quá trời đường. Để đọc chỉ định đường đường đọc á à không đường nói à đến em luôn hả? Em tưởng mọi người định đọc cái của Nuni gửi trước. Cứ đến em đi, sau anh đọc. Ok. Về buổi chơi hôm nay thì đúng là rất cảm ơn anh Thiện là đầu tiên. Cảm ơn DM đã chuẩn bị một tình huống ngon, đẹp, tả cảnh rất cuốn. Cứ như đi xem phim nhưng mà mình bị mù vậy. Mọi thứ đều rất tuyệt. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã... mọi người đây là một cái so sánh luôn. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chuẩn bị game cho bọn em chơi. Và dù đúng là mọi thứ nó hơi ngắn quá, đang kiểu đang dở đà thì bị giật tích. Nhưng mà thôi không sao, nó đủ vui. Và khiến em mong đợi vào những session sau. Theo vòng kính đạo đắc thọ thì tiếp theo là anh Linh. Thì nếu mà trong cảnh của anh Linh hôm nay thì em rất thích cái cách mà anh ấy đứng làm cái đứa thượng đẳng ở quầy lễ tân ấy. Tại các đoạn đằng sau cũng ok, cũng ngon. Với cách làm người thượng đẳng nó rất là vui. Nó kiểu nếu mà em cầm một con đường nào đấy khác thì em cũng sẽ định cho đấy. Nhưng mà con mộng nó không được nói thế. Thế là em nhìn anh Linh làm cái ý mà em muốn làm, em thấy rất là thích. Mà em không làm được. Kiểu má ước gì mình được làm này, không có người làm. Yep. Yes. Được rồi. Còn về Nuni, yeah. Khó quá. Văn ổn, Văn chơi vui. Thật ra cái cách mà Văn thể hiện trong hôm nay, cái lúc mà nói chuyện với những người kia và động tí là xè tiền ra hay, tao thì tao thực sự suy nghĩ đây phải thằng Garrick không. Nhưng mà thôi được rồi, nếu nó là thực sự là Garrick thì nó đã không bỏ nghề đi làm thám tử rồi quay lại với nghề. Thế là cảm ơn Văn vì đã chơi cùng mình hôm nay. Cảm ơn Linh. Về Minh, đường thích cái cảnh mà Minh giả vờ làm người lớn ấy. Nó thể hiện rất rõ một đứa trẻ con đang giả vờ làm người lớn, chứ không phải một đứa người lớn mà thực sự biết về những điều của những người lớn hay là cách mà giả cốc rượu vậy. Ui khoác bài, ui giờ em biết mà. Nó thể hiện được rất rõ cái màu đấy nên nó rất là vui. Cảm ơn Minh. Cái thứ vô tri đó, đi ăn thịt nướng nhà ông Thạch. Ừ. Cảm ơn mọi người rất nhiều buổi chơi ngày hôm nay. Chúng ta đã có những khoảng thời gian rất vui ở cái cạnh nhau. Hoan hô, vỗ tay. Tay. Em xin hết. Nãy anh vừa nhận ra cái mà mình tích trong icon ấy là
đúng có thể làm mồi cho mình những cái khen được đấy. Đấy, những cái đấy là đúng nhân vật đấy. Rồi Thiện sẽ đọc cái mà Rudy viết. Xin lỗi mọi người vì sự cố trên. Về phần khen, cảm ơn anh Thiện rất nhiều đã dẫn một game hôm nay ạ. Phần intro của anh cuốn quá, phần nhập vai vẫn rất tốt ạ. Tiếp theo là Nghi, nhập vai thằng Minh hỏi nhiều quá nhưng rất đúng nhân vật. Những câu hỏi ngu ngơ, nhất là quả nhảy lầu. Cảm ơn Nghi rất nhiều. Linh, nay đã có thêm tương tác với Fay nên phần nào cũng biết được cách nhập vai. Những phân cảnh lấy tiền từ Thiện, từ nhóm nhạc và cách nói chuyện với phục vụ rất tốt ạ. Đường, vẫn là cách mà mọi nghe đến tiền là nhanh nhỏ làm nhiệm vụ lắm. Cách bà vẫn ghi thù thạch vụ cũ mấy trò chôm chỉa của bà. Này cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa. Xin lỗi vì sự cố ạ. Đường ơi, chỉ định người tiếp nào. Nghi, không phải Nghi nói cuối. Hả? Nói gì? Mình đó hả? Đúng rồi đó. À, bạn không cho mình nói cuối á. Ác vậy? Đúng vậy. Thì bắt đầu từ người không thể phản kháng lại được. Chú Văn. Bây giờ có khen ổng thì ổng cũng không phản kháng lại được. Mình sẽ giả mù nữa nhưng mà mình khen. Wow, thì nói chung là cảm ơn anh. Bình thường thì chơi với lại Luni, tất cả những nhân vật khác mà Luni đem cũng mang cái tên Văn đó thì giao, nhưng mà kiểu cùng giao diện, nhưng mà cái hệ điều hành của tụi nó làm em rất là muốn đấm vô mặt, luôn luôn là vậy. Đây là lần đầu tiên Luni đem một cái nhân vật mà em không muốn đấm nên chơi cũng đỡ ứa gan một chút xíu. Ngoài ra thì không biết nữa, em cảm thấy rằng là Văn vẫn chưa có nhiều đất diễn lắm. Không biết là do hôm nay chơi ít quá nên mới thấy vậy hay là do bản thân em nữa. Đường thì em vẫn rất thích Đường, vẫn rất thích nhân vật của Đường. Mộng thể hiện được ra cái vibe của một người sao ta mắng thằng Minh rất nhiều nhưng mà vẫn có cảm giác rằng là nếu như cho thời gian chắc bà cũng đi mua đồ ăn cho thằng nhỏ chứ không bỏ đói thằng nhỏ đâu. Chắc vậy. Hay là có nhỉ? Không, không chắc là mình đang cố tin tưởng rằng là bà sẽ không bỏ đói thằng Minh nhưng mà thì đó. Còn Fay thì ôi ngầu vãi, có lẽ sau cái này mình sẽ không nhìn bà Mộng cũng không nhìn chú Văn nữa, quay qua nhìn Fay, tại vì có vẻ nhìn Fay học hỏi từ Fay thằng Minh nó sẽ học được nhiều thứ hơn là từ hai cái con người kia. Còn ai nữa ta? Còn anh Thiện. Tại để anh Thiện cuối cùng, tại có nhiều thứ muốn nói về anh Thiện lắm. Thứ nhất em rất là thích cái việc mà em quăng miếng có người đớp cái miếng đó. Cái miếng cô bé hoàng khăn đỏ em đem ra vui vui thôi, sao mà anh đớp nó thì sao em kiểu ôi giống như là một diễn viên hài mà được gì ta được chứng thành cười ấy, mẹ cho dùng cái chứng thành ấy, nhưng mà giống vậy đó. Thì nhiệm vụ của em vẫn chỉ muốn làm cái đứa comedy relief và kiểu làm tất cả mọi thứ bớt căng thẳng thôi nên em mới chơi thằng Minh nó vô chi. Cái pha mà mình diễn người lớn là mình cố diễn thiệt nha, nhưng mà nó come off as vô chi thì mình không biết nữa. Mình rất là cố diễn cho nó có vẻ là thật đó nhưng mà mình quên mất là thằng con mình nhìn nó rất là trẻ nên hết rồi. Em không còn gì để nói nữa đâu. Em nói nữa là em nói tới mai đó. Cảm ơn Ghi. Link của mùa nhận xét gì buổi hôm nay không? Có những gì đã vừa lòng, có gì chưa vừa lòng? Miếng miệng của Linh nó ở bên dưới. Đây. Vừa rồi nhà mình vừa mạng một tí. Thì hôm nay chơi đầu tiên là trải nghiệm cam của Thiện. Mình thì mình thích nói về Thiện trước luôn. Thì cảm giác rất là vui. Lúc chơi bên cam của Thiện mình có cảm giác là cái world building nó như kiểu là một cái game RPG ấy, nó sẽ được build lên từ từ ấy. Có nghĩa là war nó sẽ có sẵn từ trước nhưng nó vẫn có cái sự gọi là linh hoạt trong đấy, tức là bây giờ, lúc trước chưa có nhưng bây giờ cho thêm vào càng vui. Nó rất, mình rất là gọi là thích cái sự đấy, không có sự tả là đấy ở trong game. Đấy là vấn đề cái cô bé có khăn đỏ của Nghi ấy, ui nó đã xuất hiện rất là cool. I like it. Bây giờ nói về Đường đi. Hôm nay cảm giác là hòa nhập với Đường khá là dễ, hộ các bà cô với nhau. Mình có cảm giác là mình không sống với thế giới của mình nữa, mình sống với thế giới của trong thế giới đấy thì có vẻ chúng ta sẽ là hội chị em được. Về nhân vật của Nghi thì Nghi bạn Minh đấy siêu nhập vai, bạn cố gắng không nhập vai nhưng bạn đã nhập vai. Mình không biết phải nói làm sao nữa, bạn đã đạt đến cảnh giới mà thật giả lẫn lộn.
Ây da, lúc nãy nếu mà Nghi không nói là ở đoạn đấy mình cố nhập vai nhưng không được thì mình nghĩ là không ai sẽ nhận ra được cái điều đấy cả. Đúng là chân bệnh chân tử của nhân vật đấy mà. Về còn về văn, văn thì mình thấy là có cảm giác nó bị cấn cấn làm sao ấy, có nghĩa là nó chưa đúng cảm giác. Mình đã tưởng tượng một văn sẽ yêu quý Minh hơn như thế, nhưng hình như là cái đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi. Nghe chưa? Wow. Trời ơi, người đàn ông tồi tệ, tôi không cho anh ăn hàng nữa, chết đói đi. Okay. Oh, critical hit. Thế còn thực sự thì nếu như mà bỏ cái background thì chơi Mai Văn vẫn vui. Tuy nhiên mình lại nghĩ là nếu đặt trong background đấy, Văn chưa giống một người leader cho lắm. Lúc mà vào trong cái chỗ mà đi tìm thông tin thì mình thấy là Minh là người đầu tiên ngồi vào và đi tìm thông tin. Mình vào giúp Minh, còn Văn thì mình phải gọi vào ấy, kiểu bạn ấy sẽ, nên là ý, nó so với lại background thôi, mình chỉ nói so background ấy thì nó chưa match với nhau lắm, ý là vậy, chưa hợp nhân vật. Còn đấy là cảm nhận riêng của mình thôi nhá. Thì thế thôi dù sao hôm nay vẫn là một buổi chơi rất vui và lâu lắm rồi mình mới được gọi là thỏa lòng như vậy. Đã rất lâu rồi tôi không được chơi game. Yes. Forever DM phận. Thế nghĩ về nhân vật Văn của Nuni thì có thể là sau vài buổi thì chúng ta sẽ vào guồng nhân vật hơn. Có thể là khi mà chơi thì chúng ta sẽ tìm ra cái kiểu mà mình muốn nhập vai nhân vật mình hơn nữa. Cũng không có vấn đề gì cả. Thiện có muốn hỏi một cái là mọi người trong buổi chơi hôm nay thấy tiến độ như vậy là ok hay là có nhanh hay là có chậm không? Đấy là preference của mỗi người. Thiện biết là sao? Em thấy ổn, em thấy vừa. Ok. Me the same. Không có phàn nàn gì cả. Em thì chậm hơn cũng không sao mà nhanh hơn cũng sao, như vậy đó cũng luôn cũng không sao cả. Ok. Định rất là dễ tính, dễ chịu. Nhưng mà tính của thằng Minh thì lúc nào nó cũng muốn mọi thứ nhanh hết á, nên anh không cần phải lo đâu. Cứ nửa câu nó kiểu mình đi chưa. Theo mình xin phép một chút ấy, thì theo mình thì đấy về cá nhân mình ấy, thì nhanh hay chậm không quan trọng ấy. Quan trọng là một người vui ấy. Mình thấy hôm nay vui, nó quan trọng hơn là việc nhanh hay chậm. Okay. Đấy là cá nhân của mình. Ok. Cái đấy thì để Thiện, nếu mà mọi người thích tiến độ này thì Thiện ok. Không phải thay đổi gì cả, các game sau vẫn cứ dẫn như vậy. Rồi, vậy là chúng ta đã xong phần trao XP tình thương. Chúng ta chính thức khép lại buổi chơi hôm nay. Nữa cảm ơn mọi người.